chương 420, điều chỉnh độ khó. Một màn ánh sáng đột nhiên mở ra tại trước mặt Thạch Hạo, phía trên có chữ viết. Đây là chuyện trước đó chưa từng thấy qua. Trên đó viết, ngươi là nhóm người thứ hai tiến vào điểm thí luyện này, xét thấy ngươi lựa chọn độ khó địa ngục, mà người trước lại lựa chọn độ khó khó khăn, dựa theo nguyên tắc ưu tiên độ khó, hiện đang điều chỉnh độ khó của điểm thí luyện. a à, Thạch Hảo kinh ngạc, cái điểm thí luyện này đã bị người tiến vào, nhưng hiển nhiên, đối phương đồng thời còn không có đánh xuyên qua, bằng không hắn cũng không có khả năng đi vào ân cái này đã chứng minh phỏng đoán của hắn chỉ khi đả thông điểm thí luyện bia đá mới sẽ vỡ vụn bất quá vốn là khó khăn độ khó bây giờ lại điều chỉnh thành độ khó địa ngục người tiến vào trước phải xui xẻo a à, phía trước bốn người lý kháng như hùng chu vân lệ mã Sán đều đã đem một con quái vật đầu bò thân người thủ lĩnh oanh sát chỉ còn lại có một đầu cuối cùng nhưng đột nhiên tám đầu quái vật đầu bò thân người bỗng nhiên xuất hiện lập tức để trận cước của bọn họ đại loạn. Chuyện gì xảy ra, bốn người đều là kinh hô, cái mẹ nhà nó này, nào có tới như thế. Sau đó, Chu Vân Lệ mắt sắc, thấy được cái màn sáng bỗng nhiên xuất hiện kia kỳ thật dư quang của nàng ta đã bắt được, nhưng bởi vì tình hình chiến đấu trước đó kịch liệt, cho nên nàng ta cũng không hề để ý, nhưng bây giờ nàng ta cuối cùng đã là nhìn lướt qua được, sau đó, nàng ta giận tím mặt. Có những người khác đi vào, lựa chọn độ khó địa ngục. Chu Vân Lệ kêu lên, cái gì ba người khác đều là kinh hô nhưng lập tức liền bị quái vật đầu bò thân người ép tới không thở nổi bọn họ đều là chỉ là cảnh giới khoảng sáu đảo mặc dù có năng lực chiến đấu vượt cấp nhưng đồng thời đối phó hai tên đối thủ cấp bậc chín đảo đã rất là cố hết sức bây giờ còn có một cái không có tiêu diệt lại đột nhiên xuất hiện tám cái này làm sao giờ là tên vương bát đản nào đừng để ta biết nếu không ta chặt hắn như hùng tức hồn hển nói không có biện pháp ra tuyệt chiêu Mã Sán cắn răng nói, không có cách, không ra tuyệt chiêu, bọn họ tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó với chín đầu quái vật cấp bậc chín đảo. Đây chính là tuyệt chiêu a, có chút cần có thời gian rất lâu mới có thể vận dụng lần thứ hai, có chút thì là một lần duy nhất, nhưng không có cách nào, nếu liền mệnh cũng không có, cái kia còn giữ lại tuyệt chiêu để làm cái gì đâu. Oanh, bốn người đồng thời mở lớn, lập tức uy lực tăng vọt, chín đầu quái vật trong nháy mắt chết bảy con, hai đầu còn lại cũng là lung lay muốn đổ rất nhanh liền bị bốn người liên thủ thu gặt. Hết rồi, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bốn người đều là mười phần uể oải, đây cũng quá mẹ nhà nó, thật vất vả mới tìm tới một cái điểm thí luyện, nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được 10 điểm ban thưởng, kết quả đâu. Chỉ có thể dừng ở đây, sau đó bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên, nếu không thật là không muốn mệnh rồi. Trước tiên khôi phục một chút, nếu cái hỗn đản kia không đến, chúng ta liền đi tìm hắn. Được, bốn người đều là gật đầu, há cam tâm ngầm ăn dạng thua thiệt này đợi một hồi bọn họ liền nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi dạo chơi đi tới chính là hắn sao lập tức ba người mã sán như hùng lý kháng đều là giận không nhịn nổi mà đôi mắt đẹp của chu vân lệ lại là sáng lên lộ ra một vẻ si mê thật là một nam nhân đẹp mắt thạch hạo tự nhiên cũng nhìn thấy bốn người này thấy hình dạng của bọn họ thành bộ dạng này hắn liền biết rõ bốn người vừa rồi khẳng định đang tiến hành chiến đấu kết quả độ khó đột nhiên điều chỉnh để bọn họ bị thiệt lớn. Không chết đã coi là tốt, hắn ấy náy cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi tới. Võ giả một đời đều tranh, không có đạo lý tương nhượng. Nắm tay người nào lớn, thì lời nói của người đó chính là đúng. Nhất là đoạt bảo trong bí cảnh, nào có cái đạo lý tới trước tới sau gì. Thấy thạch hạo đi qua, cơ hồ liền con mắt cũng đều không nhìn nhau, ba cái như hùng đều muốn giận điên lên rồi. Gia hỏa thật cuồng, bất quá, chỉ có một mình hắn sao một người cũng dám chọn độ khó địa ngục đây là đang muốn chết sao đi theo sau nhìn xem xem hắn là chết thế nào ba người như hùng thoáng cái liền bỏ dự định đem thạch hảo cản lại bởi vì bọn họ mới vừa dùng qua đại chiêu còn không có khôi phục lại không thích hợp lập tức xuất thủ chu vân lệ cũng bận bịu đuổi kịp lửa giận của nàng ta đã sớm biến mất nhưng theo cùng một chỗ với thạch hạo, nàng ta là hoàn toàn không có ý kiến bốn người đuổi kịp không bao lâu bọn họ liền thấy phía trước thình lình có một đám người con quái vật đầu bò thân người, bọn họ đều là chờ mong Thạch Hạo sẽ đánh ra cái đại chiêu gì đâu này. phù binh, linh khí, tại bên trong hiếu kỳ của bọn họ, bước chân của Thạch Hạo không ngừng đã là sông tới. Ta, Thao, bốn người đồng thời hét lên kinh ngạc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. bọn họ nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo tiến lên, bành bành bành, tùy ý vung mấy quyền, những quái vật phía trước kia liền ngã xuống toàn bộ. Đây thật là quái vật chín đảo sao? Hoặc là nói, Thạch Hạo thật sự là bị ngạn cảnh sao? Theo lý mà nói, đây là độ khó địa ngục, như vậy quái vật ở nơi này chẳng những vượt qua người tiến vào hai ba cái cảnh giới nhỏ tại bên trên đẳng cấp, số lượng càng quan trọng là chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo vẫn còn trực tiếp quét ngang. Có dạng quái vật này sao? Nếu không phải bọn họ tự mình cùng những quái vật đầu bò thân người này giao thủ qua, bọn họ đều muốn cho rằng những quái vật này căn bản không chịu nổi một kích còn muốn tìm hắn tính sổ sao? Nghiêu hùng ngượng ngùng hỏi, ba người khác lập tức đối với y ném khinh thường đến, nói giỡn, người có cứng như quái vật đầu bò thân người này sao? Cho dù có, cũng không phải là bị một quyền tiêu diệt sao? Được rồi, chỉ là một cái điểm thí luyện mà thôi. Đúng, chúng ta còn có thể lại đi tìm một cái khác. Ha ha, ha ha ha, bốn người đều là gượng cười, chưa an ủi bản thân như thế ra, bọn họ còn có thể làm cái gì đây? Bất quá, cuối cùng đây là cái biến thái nào ha à? đúng cũng quá mãnh liệt đi đại lục tây nam chúng ta có hạng người như vậy sao bốn người đều là lắc đầu nghĩ không ra nhân vật đối ứng đương nhiên cũng có vòng tròn khả năng của bọn họ còn chưa đủ tư cách thật cũng không biết rằng có dạng yêu nghiệt này theo sau nhìn xem bọn họ đều là đuổi kịp nhưng bọn họ rất nhanh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn họ liền xem như liều mảng gấp rút lên đường thế mà còn không có theo kịp tốc độ của thạch hạo nói cách khác thạch hạo một đường quét ngang căn bản không cần thời gian tiêu hao hơn nữa tốc độ còn nhanh đến kinh người oanh đi tới chỗ sâu trong đại điện bọn họ rốt cuộc cảm ứng được chấn động khi chiến đấu là một đợt cuối cùng kia gia hỏa này rốt cuộc gặp phải đối thủ bốn người đều có chút kích thích nhỏ nhào nhào thỏ đầu ra nhìn sau đó bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt uy 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 đây thật là bỉ ngạn cảnh sao bốn người đều là lộ ra vẻ khó tin quan tự tại bọn họ đồng thời kêu lên sau đó khuôn mặt sợ đến mức đều xanh biếc quái vật vạ trấn cuối cùng của độ khó địa ngục là quan tự tại điểm ấy bọn họ cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái nhưng thạch hảo thế mà gánh vác được đối thủ như vậy này mới khiến bọn họ trấn kinh đến tê cả ra đầu a chúng ta có phải nhìn lầm hay không gia hỏa này mới là quái vật bên trong điểm thí luyện này ây bất quá hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được quan tự tại ân tranh lệch thực lực thực sự quá hóa bốn người đồng thời mở to hai mắt lần nữa lộ ra dáng dấp gặp quỷ. Chương 421, tám đảo. Bọn Nhiêu Hùng nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo lại cùng đầu quái vật quan tử tại kia đánh đến khó phân thắng bại, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể chứ? Bọn họ thấy rõ ràng, trong tay Thạch Hạo đang không ngừng phóng xuất ra lôi đình màu tím, cái kia có uy lực vô cùng kinh khủng, tốc độ lại nhanh đến quá mức, trừ phi quái vật đầu bò thân người kia tại thời điểm Thạch Hạo còn không có xuất thủ liền làm ra dự phán, sớm làm ra trốn tránh, nếu không nó khẳng định sẽ trúng chiêu mà một khi trúng chiêu lực lượng lôi đình tàn phá bừa bãi dù là nó còn cao hơn thạch hạo một cái đại cảnh giới lại như cũng bị tê liệt trong nháy mắt như vậy trong chấp nhóm này đã đầy đủ để thạch hạo oanh ra thật nhiều quyền tại trên người quái vật đầu bò thân người này chế tạo ra rất nhiều tổn thương mới nếu không phải quái vật nơi này đều là hung hãn không sợ chết căn bản không có chạy trốn ý nghĩ nếu không đổi thành ra bên ngoài ăn thiệt thòi lớn như thế phần lớn hung thú đều muốn trốn sạch Hùng thú phía dưới tình thế cấp bách liều mạng đều dị thường đáng sợ, huống chi đây là cấp bậc quan tử tại, so với Thạch Hạo dòng giá cao hơn một cái đại cảnh giới, toàn lực bạo phát ra, cho dù Tử Lôi Mâu Thần Kỳ, nhưng Thạch Hạo như cũ vẫn nằm ở trạng thái bị áp chế. Đánh xuống như thế, Thạch Hạo tin tưởng khẳng định là lực lượng, lực lượng linh hồn của mình trước tiên hao hết, không bao lâu nữa con quái vật này liền sẽ chiếm thượng phong ngược lại. Cho nên, hắn không thể không lấy ra tuyệt chiêu. Hỏa Phần Thương Khung, đi! Thạch Hạo đánh ra đại chiêu Oanh, một đám lửa đánh ra, lập tức đem quái vật đầu bò thân người đốt cháy đến gần như không còn. Không có thực lực nhị tướng, căn bản không ngăn được một chiêu này. T, thấy cảnh này, bốn người như hùng đều là kìm lòng không được mà hướng lui về phía sau, mẹ nó, ra hỏa này quá kinh khủng, nếu hung tính của hắn đột phát, đem bọn họ cũng tiêu diệt đâu này. Vẫn là rời xa cái yêu nhiệt này xa một chút, thạch hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có tâm tình đi tìm bốn người này gây phiền phức, tại dưới điều kiện tiên quyết người khác không có chọc tới hắn, lấy nguyên tắc làm người của hắn, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hướng người xuất thủ. Nơi này đương nhiên còn có một cái linh quả, thạch hạo vừa hái xuống, lập tức, trước mắt hắn hoa lên, đã là xuất hiện ở trong căn phòng kia. Tại bên cạnh hắn, thì là bốn người như hùng, bất quá khuôn mặt bốn người này hiện tại đều là màu xanh lục, mới vừa nói muốn rời xa cái tên sát tinh này một chút, nhưng chỉ trước mắt, bọn họ thế mà cách gần như thế, dọa đến mật đều muốn ra tới nhưng là, thực thật đẹp mắt a. À. Chu Vân Lệ có chút hoa si mà thầm nghĩ, từ cái góc độ này của nàng ta thì chỉ có thể nhìn thấy gò má của Thạch Hạo, nhưng cũng là không ảnh hưởng chút nào đến mỹ nhan thịnh thế của Thạch Hạo, coi như nàng ta cũng đều muốn quên e sợ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý tới bốn người, nghênh ngang rời đi. Hắn cứ như vậy mà đi rồi. Bốn người như hùng đều là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thấy được đại chiêu của hắn, hắn thế mà không có giết chúng ta diệt khẩu sao. Không thể không nói, lòng giả của người nọ thật sự là rộng lớn. Hoặc là nói, hắn qua bá khí, căn bản không ngại để người ta biết đâu này. Lại có lẽ, hắn còn có đại chiêu càng khủng bố hơn đâu này. T, bốn người đồng thời lại hít ngụm khí lạnh, đại chiêu ngọn lửa vừa rồi kia đã đủ nghiêu bức, cái này còn muốn có tuyệt chiêu mạnh hơn. Cái kia lại là nghiêu xoa cỡ nào, thạch hạo cướp đi ra một khoảng cách xong, liền dừng lại luyện hóa linh quả vừa mới nhận được. Sau đó, hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm điểm thí luyện mới. Cái đồng cỏ này vô cùng rộng lớn, mà điểm thí luyện cũng đều là có ở khắp nơi, vận khí thời điểm tốt một hai ngày là có thể tìm tới một cái, nhưng thời điểm vận khí kém thì đến 4 năm ngày. Ghét nhất là, rõ ràng phát hiện một cái điểm thí luyện, kết quả hứng thú bừng bừng chạy qua, lại phát hiện cái điểm thí luyện này đã bị người đánh rớt. Từ lấp đầy kỳ vọng đến thất vọng, chỉ là cách xa một bước. Cứ như vậy sau hơn một tháng quét sạch, thạch hạo cuối cùng đã đạt đến bảy đảo đỉnh phong. Do dự cái gì, đột phá. Thạch Hạo lập tức bắt đầu xung kích tám đảo, mặc dù đã có chút cố hết sức, nhưng khoảng cách nhân nhi hồn trùng bay ra vẫn là không ngắn hơn một lần nào so với lúc trước. Oanh, tòa hồn đảo thứ tám từ trong bể khổ bay lên, đón lấy hồn trùng 10 màu. Không bao lâu, Thạch Hạo liền đem cảnh giới vững chắc. Ta khẳng định là muốn xung kích 10 đảo, cho nên với ta mà nói, bị ngạn cảnh còn có hai cái bậc thang. Bất quá, chỉ cần ta bước vào 10 đảo, hẳn là liền có thể hoàn toàn đối kháng chính diện với quan tự tại. Cho nên, ta cần tìm tới càng nhiều điểm thí luyện, tranh thủ trước một cửa sau thì bước vào mười đảo. Thạch hạo bóp bóp nắm tay, mặc dù hắn hiện tại bạo phát xuống có thể giết quan tự tại, nhưng đại chiêu lại không thể tiếp tục bộc phát, vạn nhất tình huống hiểm ác, hắn rơi vào bên trong một đám đối thủ quan tự tại đâu này. Phải biết, ở chỗ này thậm chí còn có cường giả cấp bậc chú Vương Đình, bổ thần miếu, hắn nếu vẫn dừng lại tại bỉ ngạn cảnh. Cái kia như thế nào tranh cơ duyên cùng những người này Thực lực càng mạnh Việc có thể làm khẳng định càng nhiều tiếp tục tìm, hắn nhanh chân mà đi, mảnh đồng cỏ này phảng phất to đến không biên giới, đi hơn một tháng hắn cũng không có gặp phải mấy người, huống chi là gặp lại bọn tô mạn mạn. Một ngày sau đó, hắn lại phát hiện một cái điểm thí luyện. Bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện, cái điểm thí nghiệm này là không thể lựa chọn khó khăn. Điểm thí luyện hoàng kim, không bố trí độ khó, cực kỳ nguy hiểm, ban thưởng nhận được trong đó là một viên linh quả, có thể đạt được 10 điểm. Bia đá chỉ có một hàng chữ đơn giản như vậy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vươn tay ấn lên, phía trên này chỉ có một ấn bàn tay. Lập tức, trước mắt của hắn hoa một cái, đã là đi tới trong một cái sơn động, tích táp, có âm thanh giọt nước nhỏ xuống, bốn phía thì là lộ ra 10 phần hắc ám. Thạch Hạo dương động qua nguyên tố quét qua một vòng, phát hiện cái sơn động này che kín thạch nhũ, có từ đỉnh động rủ xuống, có thì là kiên quyết từ dưới đất ngoi lên mà, có tròn cùn, có bén nhọn vô cùng, hoàn toàn có thể làm thành trường mâu đến dùng. Cứ như vậy quét qua, hắn phát hiện cái sơn động này kết nối với bảy cái miệng vào. Tùy tiện chọn một đi, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem nguyên tố ánh sáng ngưng tụ tại chỗ hai trưởng trước người, hóa thành một cái hình người, đồng thời đem ánh sáng hướng về phía trước bắn ra. Kể từ đó, người xuất hiện tại phía trước hắn sẽ không chỗ che thân, còn hắn thì giấu ở bên trong hắc ám, nắm giữ quyền chủ động cực lớn. Tại loại địa phương hắc ám này, Thạch Hạo rất có thể không khách khí mà nói, chính là chú Vương mình cũng không có khả năng tóm được hắn hắn đem ánh sáng hình bóng người đặt ở phía trước đây là một loại thăm dò nếu có người muốn làm khó dễ đối với hắn vậy khẳng định sẽ oanh kích cái ánh sáng hình người này vậy hắn cũng sẽ không khách khí chút nào mà xuất thủ hắn không biết còn có những người khác tiến vào nơi này hay không nhưng tâm phòng bị người thì không thể không có hắn cũng không phải cái cường giả tuyệt thế gì có thể không nhìn hết thảy yêu ma quỷ quái lại nói không đề phòng người thì chỗ này còn không có quái hoang dại sao oanh quang ảnh hình người bị công kích một vệt bóng đen không biết từ nơi nào nhào ra, hướng về quang ảnh hình người đánh qua. Một kích này mười phần khủng bố, tạo thành nguyên tố trong quang ảnh hình người lập tức hỗn loạn, có chút tức thì bị đả diệt, hình người không còn tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo cũng thấy rõ ràng, bóng đen này chính là một cái người đá cao lớn. Theo uy lực xuất thủ của nó để xem, hẳn là vượt qua chín đảo, nhưng còn không có chạm đến cấp bậc quan tự tại này. Này liền không quan trọng, Thạch Hạo xông tới, đấm ra một quyền chương 422, phục kích, lực quyền của Thạch Hạo là bá đạo cỡ nào, banh, phía dưới một kích, người đá lập tức vỡ nát. Dù ngươi mạnh hơn so với chín đảo một đoạn lại như thế nào, tại trước mặt Thạch Hạo, bị ngạn cảnh chính là cạn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ chính là, người đá này là bỗng xuất hiện từ đâu. Hắn vẫn mở ra linh hồn xúc tu, bên trong phạm vi bảy trượng hẳn là toàn bộ đều ở phía dưới cảm giác của hắn, như thế nào sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Nếu như không phải mới rồi là hắn, mà đổi thành một cái chín đảo khác, dù là mạnh như Trương Tam Thiên, khả năng đều muốn chúng chiêu A. Vậy nếu như đối thủ mạnh hơn chút nữa đâu này, Thạch Hạo cảm thấy, nếu như hắn không dùng quang ảnh hình người làm thế thân, vậy hắn cũng có thể sẽ phải xui xẻo. Cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, vẫn là để quang ảnh hình người đi ở phía trước. Xoát, lại là một vệt bóng đen nhào ra tới, hướng về quang ảnh hình người đánh tới. Lần này, Thạch Hạo thấy rõ ràng, người đá là từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Khó trách, có thể trốn qua cảm giác của mình, bởi vì mặt đất này vô cùng kiên cố, thậm chí có thể ngăn cách linh hồn xúc tu thăm dò vào, nhưng người đá lại có thể tới lui tự nhiên ở trong lòng đất, phảng phất kia tựa như là một mảnh hồ nước. Bên trong tâm thì nghĩ như vậy, nhưng động tác của Thạch Hạo lại là không chậm chút nào, bên trong một quyền đấm ra, người đá này căn bản là không kịp trốn, bị hắn sinh sinh oanh bạo. Lập lại chiêu cũ, Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Cái sơn động này cũng không phải là một con đường có thể đi đến cuối, đi không bao xa, Thạch Hạo liền phát hiện có lối rẽ, hắn cũng không có làm nhiều do dự, lựa chọn đầu bên phải kia, tiếp tục đi tới. Như cũ, người đá thỉnh thoảng sẽ nhảy ra soát cảm giác tồn tại một cái, nhưng đều là vừa ra tới liền bị Thạch Hạo đánh nổ. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt. Đây là một viên linh quả biết phát sáng. Thạch Hạo thấy rõ ràng, viên linh quả này đang phát ra hào quang nhỏ yếu sinh trưởng ở bên trên một gốc bụi cây thấp bé bất quá bốn phía đồng thời không nhìn thấy hung thú quái vật bảo vệ thạch hạo không vội tiếp tục thao túng quang ảnh hình người tiến lên liền ngay ở lúc quang ảnh hình người xuất hiện tại trước linh quả hiu 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 bốn đạo bóng đen đồng thời từ lòng đất nổi lên hướng về phía quang ảnh hình người phát động công kích những cái này đều là chiến lược vượt qua chín đảo một kích xuống dưới quang ảnh hình người lập tức vỡ nát thạch hạo lại là cười một tiếng Nguyên lai thủ vệ áp đáy hòm cũng liền như thế, không phải thực lực mạnh mà là số lượng nhiều. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay liền đi ngắt lấy linh quả. Hiu hiu hiu, bốn đạo bóng đen lại xuất hiện, cùng nhau hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn cái người đá tại lúc vào tới trước người hắn, lại là nhao nhao biến thành mảnh đá vụn, bị quy tắc chi võng cắt ra. Đối phó với các bậc bị ngạn, quy tắc chi võng quả thực chính là lợi khí vô thượng. Căn bản không có bất luận cái tồn tại gì có thể đối kháng. Đây là áp chế cấp bậc, Thạch Hạo cười một tiếng, đem linh quả hái xuống. A, à, năng lượng ba động thật cường liệt, ánh mắt Thạch Hạo không khỏi sáng lên, những cái linh quả trước đó kia muốn 20 30 viên mới có thể để cho hắn đem một cái cảnh giới nhỏ tu mãn, nhưng cái này, đoán chừng có 10 quả là đủ rồi. Hắn lập tức luyện hóa, phát hiện tu vi quả nhiên đi lên một mảng lớn. Tốt, lại đến, hắn theo đường cũ trở về, đi vào lối rẽ trước đó không có đi qua vẫn là đồng dạng, người đá luôn luôn đột nhiên bỗng xuất hiện muốn âm hắn, nhưng không ngờ ngược lại cắn chúng mồi nhử mà thạch hạo phát ra, lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Đem con đường này cũng đi đến tận cùng, thạch hạo nhận được viên linh quả thứ hai. Sau khi luyện hóa, thạch hạo tiếp tục, vận khí tốt, hắn thậm chí có thể tại điểm thí luyện này đạt tới tám đảo đỉnh phong. Hắn trở lại địa phương ban đầu, sau đó lần nữa lựa chọn một cái cửa vào. Đây không phải là mê cung, mỗi một con đường đều có thể đi đến cuối, đồng thời thu hoạch được linh quả. Nếu như không có linh quả, chỉ có thể nói rõ một điểm, có người nhanh chân đến trước. Hả, Thạch Hạo đem lông mày có chút dương lên, linh hồn xúc tu của hắn bắt được một tia năng lượng ba động. Rất rõ ràng, đối phương đang áp chế khí thức của bản thân, để tránh bị người phát hiện, nhưng, cái này không thể gạt được linh hồn xúc tu. Lại đi hai bước, xoát, một đạo đao quang dương động, dù tại trong cái sơn động hắc ám này vẫn như cũ chém ra hào quang sáng chói. Hướng về quang ảnh hình người hung hăng chém qua, một đao xuống dưới, quang ảnh hình người lập tức bị chia làm hai đoạn. Nhưng tên đao khách kia đồng thời không có vui mừng, bởi vì cảm giác chém xuống của một đao kia quá không đúng, căn bản không phải chạm tại bên trên thực thể. Gã vội vàng thu đao, làm ra đề phòng, sau đó nói, các hạ thật sự là thật là âm hiểm, thế mà vẫn thả ra mồi nhử. Thạch Hạo thật sự là không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ngươi rút đao chém ta, thế mà còn có mặt mũi nói ta? có thể cười hay không? hắn lắc đầu, đao đi nhập đề, người không xứng làm một tên đao khách. làm can, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? nghe được thạch hạo nói chuyện, đao khách kia đã phát hiện vị trí của thạch hạo, lập tức vung đao giết tới đây. một đao kia của gã là bộc phát toàn lực, uy lực đáng sợ. thạch hạo cười một tiếng, đao tâm dương động. cái gì? tên đao khách kia quá sợ hãi, bởi vì gã thế mà không cầm được đao trong tay. gã chính là đao khách ha. À? một người ngay cả đao của mình đều không nắm giữ được, lại có cái tư cách gì gọi là đao khách. Đao tâm, gã bỗng nhiên kinh hô, người dĩ nhiên nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo. Mượn đao quang yếu ớt, gã thấy rõ ràng, đối phương có khả năng liền cũng chưa tới 20 tuổi, nhưng chính là một người trẻ tuổi như thế, lại có lĩnh mộ tại bên trên đao đạo còn muốn vượt qua gã. Cái này khiến gã làm sao có thể tiếp nhận, có phải là rất đẹp trai? Thạch hạo cười nói, còn có đẹp trai hơn, trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn rõ ràng nếu chó vàng ở đây khẳng định sẽ rất buồn bực quan hệ gì tới nó oanh trên thân thạch hạo bỗng nhiên bùng lên hào quang rực cháy mắt nếu như nói quang ảnh hình người trước đó là đom đóm vậy hắn hiện tại chính là mặt trời độ sáng căn bản không thể so sánh nổi a à, tên đao khách kia lập tức che mắt chỉ cảm thấy mắt đau dữ dội liền lệ trên khóe mắt đều như sắp trào ra đây là bởi vì thạch hạo không có sử dụng cột sáng nếu không đem ánh sáng nguyên tố lại ngưng thực thêm một chút trực tiếp chiếu mù cặp mắt của gã đều là không có vấn đề. Bất quá, cái này như cũ đủ để tên đao khách kia uống một bầu, mà bên trong tâm càng là chửi mẹ ầm lên. Ngươi cũng quá âm hiểm đi, thạch hạo cười một tiếng, trang bước hết rồi, hiện tại phải đưa ngươi lên đường. Tên đao khách kia hừ một tiếng, nói, ngươi mặc dù nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo, lại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại có thể nắm giữ thực lực gì. Chỉ có đao tâm, cùng lắm thì ta không cần đao. Gã thật sự là quả quyết, nơi tay khẽ buông, keng một cái, đao liền rơi trên mặt đất. Nhưng, trong nháy mắt gã lại ra chân, vừa tốt đá vào bên trên cán đao, liền thấy cây đao kia tựa như hóa thành một giải lụa, hướng về phía thạch hạo bắn tới. Cùng lúc đó, tên đao khách kia cũng giết tới, lấy trưởng làm đao, hướng về phía thạch hạo hung hăng chém xuống. Thạch hạo cười một tiếng, bên trong một quyền đấm ra, trước người liền bày ra quy tắc chi phóng. Hắn còn chưa dùng một chiêu này giao thủ qua cùng người. Đinh đinh đinh, phi đao tập đến đầu tiên, vừa chạm tới quy tắc chi võng, lập tức liền bị sinh sinh xoắn nát. Ta, thao, đao khách kia sợ tè ra quần rồi, đây là bảo đao do tinh kim tam hóa thiết tạo thành A, càng là vô thanh vô tức biến thành mảnh vỡ, ra hỏa này là quái vật sao. Gã vội vàng muốn ngưng thân hình lại, một mặt biểu lộ như táo bón. chương 423, Thôn Trang. Nhưng mà, một kích của đao khách kia đập tới là vô cùng ngoan lệ, chỉ sợ không thể một kích tuyệt sát thạch hạo, hiện tại còn muốn thu thế. Làm sao có thể? gã một đầu đụng vào cùng cây đao của gã kia bước lên vận mệnh đồng dạng trong nháy mắt liền biến thành khối vụn trang diện này có chút huyết tinh thạch hạo không có nhìn nhiều trực tiếp nhanh chân mà đi đi tới kỳ thật người này cũng không tình yếu đáng tiếc là người gã gặp phải là thạch hạo không thể để cân nhắc theo lẽ thường lại ngược lại nếu như gã không có ý giết người trước vậy thạch hạo cũng sẽ không hạ sát thủ người có lòng hại người chẳng lẽ còn không được cho người khác phản kích sao sau đó Thạch Hạo chính là một đường quét ngang, nhưng hắn không biết nơi này có người đá cấp bậc quan tự tại hay không, cho nên, hắn đồng thời không có triệt tiêu quang ảnh hình người, mà là tiếp tục để nó đi tại phía trước. Lại nói, dù là không có người đá quan tự tại, đây không phải là có khả năng còn có cái thí luyện giả khác sao. Cái này có thể kiểm trắc nhân tâm, không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đem đầu lối rẽ này đi tới cuối. Lại được một cái linh quả, Thạch Hạo vui thích, cái này không đến bao lâu sẽ đột phá tới tám đảo, mắt thấy chín đảo cũng không xa nhưng suy nghĩ lại một chút bọn người hạ mộng âm trúc vũ đều là chú vương đình hơn nữa không phải là bát vương chính là cửu vương luận tuổi tác đâu này so với hắn nhiều hơn không được mấy tuổi cho nên thạch hạo rất nhanh liền dâng lên cảm giác cấp bách muốn cùng thiên kiêu đương đại tranh phong hắn còn phải tăng lên tu vi càng nhanh hơn nữa nếu không gặp phải đối thủ như vậy chẳng lẽ còn muốn người khác tự hạ tu vi đến phối hợp với chính mình sao nói giỡn cường giả dựa vào cái gì muốn nhân nhượng kẻ yếu. Lại đến, lại đến, lại đến, vận khí của hắn không sai, phát hiện ra cái điểm thí luyện này trước mắt xem ra liền chỉ có hắn cùng đau khách trước đó mà thôi, một đường đều không có gặp phải những người khác. Linh quả hắn nhận được càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 9 quả. Điều này có ý vị gì? Hắn cũng đã nhận được 90 điểm tích lũy, so với đả thông bốn cái điểm thí luyện hình thức địa ngục còn có thu hoạch lớn hơn. Không hổ là điểm thí luyện hoàng kim, rốt cục, sau khi hắn đem cái sơn động này hoàn toàn càn quét xong, số lượng linh quả mà Thạch Hạo nhận được đạt đến hơn 10 quả. Hắn cũng không vội vàng luyện hóa, dù sao mỗi ngày cũng chỉ có thể thúc đẩy cửu chuyển lược thiên kinh hoàn chỉnh một lần mà thôi. Không có việc gì, có thể ngày mai, ngày sau lại luyện hóa, ngược lại vẫn là đồ vật của hắn. Hắn ra khỏi cái điểm thí luyện này, tiếp tục du đáng tại trên thảo nguyên, có thể nói, dù hắn hiện tại liền rời đi, thu hoạch cũng tương đối khả quan. Lập tức liền muốn tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn nắm giữ quy tắc chi võng, sảng khoái như bay lên rồi. Mà tại ngoại giới, mọi người thấy, số 324 của thành cửu ngô đã giết tới trước 10 bảng danh sách. Cái này khiến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, nguyên lai tưởng rằng cái gia hỏa không biết tên của trình gia này chẳng mấy chốc sẽ té xuống khỏi bảng danh sách, cũng không có nghĩ tới là, hắn thế mà nghỉ thế mà lên, một đường từ hơn hạng 90 giết đến trên, hoàn toàn là một bộ tư thái muốn vấn đỉnh. T. Trình gia lúc nào lại mạnh như vậy? Không có việc gì, ngay từ đầu chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, khảo nghiệm chân chính sẽ nhận được từ chỗ vạn cổ thạch kia Đến lúc đó, phần lớn người đều sẽ dùng tới tên thật, tin tưởng người kia cũng sẽ không ngoại lệ Đúng, người luôn muốn dương danh, ngược lại muốn xem xem, tên yêu nghiệt trình gia này rốt cuộc là ai Dấu rất sâu nha, mọi người đều cho rằng thạch hạo là người của trình gia Không có người nào cân nhắc qua, trên thực tế thạch hạo là thuộc về thành cửu ngô Phi, đại lục đông hỏa như thế nào hợp với dạng thiên tài này đâu này Bên trong bí cảnh tử thanh, Thạch Hạo bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng đã đem hết thảy linh quả luyện hóa xong. Quả nhiên, tu vi của hắn bạo tăng tới 8 đảo đỉnh phong. Những ngày này hắn một mực chiến đấu, cho nên không thể nói là đem cảnh giới nện hoàn toàn vững chắc, nhưng đột phá là không có vấn đề, ngược lại chỉ cần tại trước quan tự tại lại vững chắc vững chắc cho tốt. Hắn bắt đầu xung kích chín đảo, lần này liền khó khăn, không phải nói trước đó không khó, nhưng 8 lần trùng kích trước, lý giải đối với võ đạo cũng gần như đều dùng hết, tự nhiên sẽ càng ngày càng vô lực. Lấy sự yêu nghiệt của Thạch Hạo, kỳ thật đảo thứ 9 hắn cũng không cần xây quá xa, cơ sở đánh xuống trước đó đã đủ hùng hậu, nhưng đối với một người truy cầu hoàn mỹ mà nói, cái này lại như thế nào đủ đâu này? Không có cái lý giải mới sao? Có, hắn nắm giữ một tia da lông của quy tắc, oanh, nhân nhi hồn trùng bùng lên lấy quang mang 10 màu, trên người lại quấn quanh ánh sáng của ngũ hành, giống như vạn pháp không dính, liền cả lực lượng của bể khổ cũng không có cách nào quấn lấy nó, một hơi bay ra thật xa. Nhưng là, giữa thiên địa tựa hồ có lực lượng nào đó đang tận lực nhầm vào, rất nhanh Thạch Hạo cũng cảm giác được áp lực. Lại tới, tốc độ của nhân nhi hồn trùng lập tức liền chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Trong lỗ mũi của Thạch Hạo phun bạch khí, phát ra âm thanh nặng nề hô hô hô, như là trâu già kéo vỡ xe, lộ ra vô cùng cố hết sức, đây cũng là sự thật, nhân nhi hồn trùng đã là muốn kiệt lực. Còn tốt, Trước đó nhân nhi hồn trùng lấy lực lượng của quy tắc ngũ hành thoát khỏi trói buộc của bể khổ, cái khoảng cách một hơi bay ra này đã vượt qua bất kỳ lần đột phá nào trước đó. Bởi vậy, mặc dù nhân nhi hồn trùng rất nhanh liền bị ép hạ xuống, nhưng Thạch Hạo cũng hết sức hài lòng. Oanh, tòa hồn đảo thứ 9 xuất hiện, đại biểu cho Thạch Hạo chính thức bước vào bỉ ngạn chín đảo. Nếu không phải hắn còn muốn xung kích 10 đảo, vậy hắn đã đạt đến phần cuối của bỉ ngạn. Tốt, chỉ kém một chút xíu cuối cùng như thế. Thạch Hạo tiếp tục mù lắc, ngược lại ở chỗ này cũng không có cái phương hướng cảm giác gì không mù đi dạo thì còn có thể làm gì đâu này thế nhưng là theo thời gian trôi qua phần lớn điểm thí luyện đều đã không còn trong mấy ngày kế tiếp thạch hạo mặc dù lại tìm được mấy cái điểm thí luyện nhưng cái thu hoạch gì cũng đều không có đi tới đi tới phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt màu sắc không giống thạch hạo đầu tiên là sững sờ sau đó phản ứng lại hắn đã muốn đi ra khỏi đồng cỏ sách hắn còn có chút không nỡ lòng bỏ đấy nếu có thể thu thành 10 đảo rồi lại đi ra ngoài, vậy thì phù hợp với mong muốn của hắn. Bất quá, đã đi tới nơi này, Thạch Hảo cũng không có tính toán lại trở về về, hắn xảy bước đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thôn xóm, không phải rất lớn, nhiều lắm là liền dáng dấp đến trăm hộ. Nếu như đối ứng với những phòng này đều là điểm thí luyện liền tốt. Thạch Hảo đi tới, cửa thôn có hai người chấn giữ, nhưng Thạch Hảo chăm chú nhìn vào, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ đồng thời không có khí tức của sự sống, mà lại có năng lượng ba động mãnh liệt. Đây là khôi lỗi sao? Thạch Hạo không có vọng động, thực lực của hai người này đều là cường hoành vô cùng, tuyệt đối đạt đến cấp bậc bổ thần miếu, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Cũng đúng, nếu không có đủ thực lực, lại há xứng chấn thủ ở chỗ này đâu này. Lúc Thạch Hạo đến gần, hai tên thủ vệ kia chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không còn quan tâm với hắn nữa. Rất tốt, hắn hiện tại cũng không cần sự chú ý của người khác. Thạch Hạo tiến vào trong thôn, phát hiện nơi này thế mà thật là có dân bản địa, hơn nữa còn đang hướng thí luyện giả tiến vào tuyên bố nhiệm vụ. Giết thủ lĩnh địa lang của Tam Lang Sơn, có thể được 10 điểm ban thưởng. Tìm về con gái mất tích, có thể được 50 điểm ban thưởng. Tiêu diệt ổ thổ phỉ, có thể được 100 điểm ban thưởng. Những thôn dân này giống như tiểu thương, lớn tiếng gào thét. chương 424, diệt cướp, thạch hạo kinh ngạc, phải biết, trước đó cho dù quét sạch điểm thí luyện của hình thức địa ngục, điểm ban thưởng có được cũng chỉ có khả năng có 20 điểm mà thôi. Hiện tại, động một chút lại cho mấy chục thậm chí trên trăm điểm ban thưởng. Lại nói, tiêu diệt một cái ổ thổ phỉ lại có thể khó khăn đến cỡ nào. Thạch hạo lấy linh hồn xúc tu quét qua, phát hiện những thôn dân này cũng hoàn toàn không phải là sinh linh, mà là khôi lỗi, nhưng chế tác người phần chân thực, nếu không từ góc độ khí tức sinh mệnh đến xem, thì bề ngoài thực không có khác so với nhân loại. Trừ những thôn dân này ra, trong thôn đương nhiên còn có kẻ ngoại lai khác, đang chuyển qua ở trong đây, bất kể là cái nhiệm vụ gì, trước tiên tiếp xuống rồi lại nói, phần thưởng này thật đúng là phong phú. Thạch Hạo đang muốn đi nhận nhiệm vụ, đã thấy một nhóm ba người vô cùng chật vật từ một chỗ khác của thôn mà chạy vào, trên người mỗi người đều là mang theo tổn thương, mà xem tuổi tác của bọn họ, đều là từ 50 trở lên. Bổ Thần Miếu, con người Thạch Hạo có chút siết chặt, thời điểm ba người này đi qua hắn, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được năng lượng ba động của ba người, từ đó đoán được tu vi mà một người trong đó, nội tạng hẳn là đã vỡ vụn, phần bụng lưu lại một đạo vết thương thật sâu, còn đang hướng phía ngoài cuồn cuộn tuôn ra máu tươi, sức sống mười phần yếu ớt. Bọn họ là gặp cái địch nhân gì? Một lát sau, tin tức truyền đến, nguyên lai bọn họ thuộc về Tam Tiêu Tông của Đại Lục Bắc Ngân, ba người này chính là trưởng lão trong tông môn. Bọn họ vốn nên nên có 69 người, còn có hai tên cường giả bổ thần miếu, cao thủ chú vương Đình có 14 vị, quan tử tại bỉ ngạn cảnh phía dưới thì càng nhiều, những người này chính là tuổi trẻ thiên kiêu trong tông môn. Bọn họ tiếp cái nhiệm vụ diệt cướp kia, nguyên tưởng rằng có năm cường giả bổ thần miếu tọa chấn, dẹp yên ổ phỉ hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, khi bọn họ giết vào ổ thổ phỉ mới phát hiện, bên trong cao thủ nhiều như mây. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng đã chậm, bị tàn sát mảng lớn, liền chỉ có ba người này chạy về, lại còn có người bị trọng thương. Không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến, trong ba người tam tiêu tông trốn về, có một người bị thương nặng không trị được, ngỏng rồi. Lập tức, những cái người còn đang nhận nhiệm vụ kia đều là run chân lên. Liên năm bổ thần miếu liên thủ đều là bị đoàn diệt, bọn họ đây tính toán là cái gì đâu. Khó trách điểm ban thưởng cao như vậy, cái này căn bản là cái hố. Thạch hạo nhướng mày, nếu như thủ lĩnh thổ phỉ là cấp bậc bổ thần miếu, như vậy, trừ đại năng bổ thần miếu, còn có ai có thể làm được. Như vậy, dạng khảo nghiệm này có ý nghĩa gì? Hắn âm thầm gật đầu, đây cũng giống như điểm thí luyện lúc trước, cảnh giới cao, gặp phải đối thủ cũng sẽ tương ứng mà trở nên mạnh mẽ theo, nhưng lại sẽ không kém quá nhiều, để cho người căn bản là không có cách hoàn thành. Nếu không, bên trong độ khó địa ngục chỉ cần thả một cái quái vật tam tướng tứ tướng, cái kia trừ khi Thạch Hạo vận dụng Phiên Thiên Ấn ra, thì chính là dùng hỏa phần thương khung cũng không cách nào giải quyết được. Còn nếu là ngũ tướng trở lên, đoán chừng Phiên Thiên Ấn oanh lên đều là không có hiệu quả. Thử nhìn một chút, Thạch Hạo cũng đi tiếp nhiệm vụ diệt cướp. Nhìn thấy Thạch Hạo bây giờ vẫn còn nhận nhiệm vụ này, xung quanh có thật nhiều người đều là kinh ngạc, hướng hắn ném lấy ánh mắt khó hiểu. Năm cường giả bổ thần miếu liên thủ đều là không được, người dựa vào cái gì cho là mình có thể. Cho dù cảnh giới thổ phỉ sẽ theo cảnh giới của người nhận nhiệm vụ mà phát sinh biến hóa, nhưng phải biết, đối phương có thể đánh tan liên thủ của năm đại bổ thần miếu, vậy dạng chiến lược này lại là kinh khủng bực nào. Hơn nữa, có thể bước vào đẳng cấp bổ thần miếu, lại thế nào có người tầm thường đâu này. Bất quá, không có người nói cái gì, ngược lại mệnh là của Thạch Hạo, hắn nếu là không cần, ai sẽ thay hắn đáng tiếc đâu này. Thạch Hạo dạo qua một vòng, đồng thời không có phát hiện bọn Tô mạn mạn, chó vàng. Được rồi, đi trước hoàn thành nhiệm vụ kia, trở về nhìn nhìn lại. Thôn dân chẳng những tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa còn sẽ nói rõ tình huống đối với nhiệm vụ, tỉ như cái nhiệm vụ diệt cướp này liền phải đi mảnh núi phía Tây Đô, chỗ đó có một tòa tứ vương phong, trên đỉnh chính là vị trí của cái nhóm thổ phỉ kia thạch hạo cũng không quản cái trên núi có thổ phỉ là hợp lý hay không ngược lại hắn là đến vớt điểm ban thưởng mặt khác nếu như tình huống được thiết kế hợp lý như vậy bên trong ổ thổ phỉ là không phải hẳn nên có bảo vật giành được sao trên thực tế thạch hạo càng thêm xem trọng là cái này điểm ban thưởng còn không có nhìn thấy cửa hàng hối đoái hắn cũng không biết giá trị của điểm ban thưởng cao bao nhiêu phía tây ở cái địa phương này phương hướng không có ý nghĩa quá lớn thạch hạo chỉ là theo phương hướng thôn dân chỉ mà hành tẩu không quá lâu hắn đã đi tới dưới chân một tòa núi lớn núi này liên miên thạch hạo tìm một cái đỉnh núi tứ vương phong có bốn cái nhô lên có điểm giống là bốn tên vương giả đang ngồi ngay ngắn cho nên mới sẽ lên danh tự như vậy được rồi thạch hạo bắt đầu trèo đèo lội suối rất nhanh liền đi tới dưới tứ vương phong đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy trên ngọn núi xây dựng thiết kế rất nhiều phòng ngự bóng người ẩn hiện chính diện tiến mạnh lên hay là tiềm hành mà vào thạch hạo có chút do dự lúc đang nghĩ chính diện ngạnh kháng ánh mắt quét qua lại là bắt được một thân ảnh đây là một cái thanh niên áo trắng tung bay mang một thanh trường kiếm phía dưới gió núi thổi tóc tung bay cũng là có chút dương động mười phần thoải mái thời điểm thạch hạo nhìn sang gã thanh niên này cũng nhìn thấy thạch hạo trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường cút gã quát oanh âm thanh càng là hóa thành một thanh kiếm hướng về phía thạch hạo chém qua thạch hạo nhướng mày ta trêu chọc ngươi rồi bất quá một màn như thế tay thạch hạo có thể kết luận đối phương tu vi đã đạt đến quan tự tại hơn nữa ít nhất là ngũ tướng trở lên hắn giơ tay cổ tay chặt chém đi ra ngoài một cái đón lấy kiếm âm thanh kia bành đao và kiếm va chạm lập tức song song vỡ nát ân thanh niên áo trắng lộ ra một vẻ kinh ngạc cảnh giới của gã còn cao hơn xa thạch hạo cho nên liếc mắt đã thấy thạch hạo bất quá chỉ là chín đảo mà gã lại là lục tướng bởi vậy dù là tiện tay một kích của gã cũng có thể đem thạch hạo giết chết nếu không cũng có thể trọng thương nhưng tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt ra hỏa này chẳng những tiếp nhận hơn nữa lông tóc không thương có chút ý tứ cho phép ngươi nói ra tên thanh niên áo trắng hướng về phía thạch hạo ngạo nghễ nói phảng phất liền cái này cũng coi là ban ân thạch hạo không khỏi bật cười lắc lắc đầu nói ngươi tính cái căn tỏi nào dám ở trước mặt ta trang bức lớn mật thanh niên áo trắng giận dữ thân hình nhảy một cái hướng về phía thạch hạo bước tới người chưa tới một đạo kiếm quang đã trước tiên dương động mà lên, như có thể khai thiên. Lần này lại khác biệt, trước đó chỉ là một kích tiện tay của gã, nhưng một kiếm này tuy không nói đã toàn lực ứng phó, nhưng tối thiểu gã đã hành động thật. Dưới chân thạch hạo bắn ra, xuyên vân bộ phát động, hắn cấp tốc né tránh. Một kiếm này của thanh niên áo trắng lập tức thất bại, gã không khỏi càng thêm kinh ngạc. Tốc độ của cái bỉ ngạn cảnh này thật nhanh, có thể tránh thoát một kiếm của từ doãn ta, người ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, đáng tiếc, ngươi trung quy chỉ là bỉ ngạn, lại có thể cản mấy kiếm của ta. Xoát, gã lại là quét tới một kiếm, kiếm quang lóa mắt. Công kích tối thiểu là ngũ tướng, thạch hạo không có khả năng đón đỡ, bằng không hắn thật sự là không muốn sống nữa. Hắn cảm thấy nén giận, nếu như mình bước vào mười đảo, không nói treo ra hỏa này lên đánh, chỉ ít có thể ngạnh kháng chính diện. mươi 425 kết thù, thạch hạo liên tiếp lui về phía sau, tranh lệch cảnh giới quá lớn, hắn ngạnh kháng hẳn là phải chết, tự nhiên không cần thiết xính khí phách. Theo từ doãn, đây đương nhiên là chuyện đương nhiên, chỉ là chín đảo nếu thật dám cùng mình cương chính mặt, kia thật là đầu óc rút gân. Bất quá, tốc độ của cái chín đảo này như thế nào lại nhanh như vậy? Từ doãn không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù thạch hạo trong mắt gã giống như là sâu kiến, nhưng gã đã ra tay, mấy chiêu xuống tới còn không có đem thạch hạo tiêu diệt, này liền để gã có chút bất mãn. Cái sâu kiến này như thế nào lại không nghe lời như thế? sớm muộn muốn chết, vì cái gì không thể nhận mệnh. Nghĩ tới đây, gã không khỏi sinh ra phẫn nộ, trong khi xuất thủ lại nhanh hơn ba phần. Thạch hạo đều muốn bị tức giận đến cười, người không hiểu gì liền hướng ta xuất thủ, hiện tại không giết được người còn nóng giận rồi. Người đây là không biết xấu hổ đến cỡ nào, hư, không cừu không oán, người liền hướng ta thống hạ sát thủ. Thạch hạo hư lạnh một tiếng, từ doán, cái tên này ta nhớ kỹ, sớm muộn sẽ chặt đầu chó của ngươi. Ngươi yếu, đây chính là nguyên tội của ngươi." Từ Doãn đồng thời không có một chút xấu hổ, ngược lại lộ ra vẻ khinh bỉ, "Nhớ kỹ, đây là thế giới cường giả, cho nên ta muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Không có cái gì đúng sai, gã nhìn thấy Thạch Hạo, sau đó tâm niệm vừa động liền muốn giết người, vậy thì ra tay rồi, cần gì lý do sao?" Thạch Hạo không nói gì thêm, yếu cũng không đại biểu liền bị ức hiếp, nhưng tại trước khi không có đủ thực lực, không phóng đại lời nói là không có ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ là đem dáng dấp của từ doãn in thật sâu vào trong đầu. Sớm muộn đều muốn làm thịt ra hỏa này, chết, từ doãn bỗng nhiên quát trói tai một tiếng, lập tức, bể khổ của thạch hạo sinh sóng, có vô số lợi kiếm chém qua. Kiếm tâm, thạch hạo kinh ngạc, ra hỏa này thế mà chả nắm giữ cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, bất quá, hắn sợ sao. Ông, đao tâm dương động, hướng về kiếm ý trong bể khổ quét tới. Mọi người cùng ở tại cảnh giới thứ hai, đây là một loại lý giải đối với đạo, không có quan hệ cùng thực lực bản thân, cho nên Thạch Hạo tự nhiên không chút nào thua. Ba ba ba, đao kiếm chạm vào nhau, toàn bộ vỡ nát. Trả cho ngươi, Thạch Hạo quát khẽ, đồng dạng dương động đao tâm, hướng về phía Tử Doãn chém tới. A, à, lần này Tử Doãn có chút giật mình, đối thủ thế mà cũng nắm giữ cảnh giới thứ hai của Đao Đạo. So với gã còn trẻ tuổi hơn, cũng đã nắm giữ cảnh giới thứ hai của Đao Đạo, yêu nhiệt như thế, chẳng lẽ là thiên kiêu của Đại Lục Nam Mộc? Trong lòng của gã có chút dùng mình, nhưng lập tức lại sát cơ bốn phía, liền coi như thế thì lại như thế nào, ở chỗ này chỉ cần giết người diệt khẩu, chính là đạo tử của thế lực chín sao lại như thế nào. Chém, gã vận chuyển kiếm tâm, đem đao ý tan giã, nhưng vẫn là hơi có chút vướng víu. Đây là, kiếm tâm của gã không bằng đao tâm của thạch hạo, ý thức được điểm này, sát cơ của gã không khỏi càng tăng lên. Sâu kiến nho nhỏ, lại dám còn muốn ưu tú so với gã, làm sao gã có thể chịu được thế công của gã không khỏi càng nhanh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về tứ vương phong mà chạy. Muốn chạy, Từ Doãn cười lạnh, lập tức đuổi theo. Tốc độ của Thạch Hạo là nhanh bực nào, mấy bước mà bước, hắn liền vọt vào bên trong ổ thổ phỉ. Lần này lộn xộn, thổ phỉ loạn xạ mà ra, rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải là nhân loại, mà là do khôi lỗi chế thành. Nhưng vô luận là phản ứng hay là động tác, ngôn ngữ, bọn họ đều không khác gì người thật, nhào nhào hô to gọi nhỏ, sau đó hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thật nhiều quan tử tải, Thạch Hạo biết rõ, hắn cùng Từ Doãn đã đồng thời tiến vào ổ thổ phỉ, vậy khẳng định lấy cảnh giới của một phương cao hơn đến điều chỉnh thực lực của bọn thổ phỉ nếu như lúc này tới là một cái chú vương đình, bảo đảm chiến lực của hết thảy thổ phỉ đều là chú vương đình. Cái này hắn đã sớm nghĩ đến, nếu không cũng sẽ không mang theo Từ Doãn sông tới, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, thế lực nào nhiêu bức như vậy, có thể đem nhiều khôi lỗi như vậy ném ở nơi này phải biết sức chiến đấu của những khôi lỗi này cao nhất là bổ thần miếu số lượng như thế liền xem như đại lục nam mộc lại có thế lực nào có thể có đại thủ bút như thế tại bên trong lúc hắn mơ màng bọn thổ phỉ đã cùng nhau tiến lên để hắn cùng từ doãn đều là lâm vào trùng vây ghê tởm nhiều quan tự tại như vậy đồng thời oanh đến dù là từ doãn cũng không thể không nghiêm nghị đối mặt cái này với gã mà nói cũng là độ khó địa ngục mà thạch hạo lại thoáng cái đem cơ hồ toàn bộ thổ phỉ dẫn ra tới gã không chịu đựng nổi a à gã không thể không dừng bước lại, thậm chí hướng về phía dưới núi mà đi. Quái quá nhiều, gã không gánh được, hai người ngăn cách ra, sau đó khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng bị minh mông thổ phỉ hoàn toàn bao phủ. Từ doãn quay đầu nhìn thoáng qua, có điểm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thạch Hạo muốn tìm đường chết như thế. Phải biết, lấy tốc độ của Thạch Hạo, nếu hắn một chốc đào mệnh, chính mình chưa hẳn đã đuổi được, hơn nữa, vì giết một cái chỉ là sâu kiến, gã kỳ thật cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ, gã thực sự nghĩ không ra thạch hạo còn có khả năng sống sót. Bành, gã bỗng nhiên nhìn thấy, nơi xa có một đóa hoa sen nở rộ, giống như bay thẳng tới bầu trời, sau đó gã liền thấy thạch hạo từ một phương hướng khác giết ra tới. Dựa vào, gã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn vô ngữ. Cái này đều có thể chạy thoát được, làm sao có thể, cho dù là gã, nếu là vào trong trùng vây sâu như vậy, dù cho có thể xông ra cũng phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng nhìn Thạch Hạo xem trên người giống như cái rắm thương thế cũng không có a à. gã hết sức tò mò nhưng là chính mình truy binh cũng đều là một đống lớn hắn đâu có thể nào dẫy ra mà đi tìm Thạch Hạo bất đắc dĩ gã chỉ thật bay bước mà đi như thế nào cũng phải trước đem nhóm truy binh này bỏ rơi nơi xa Thạch Hạo cũng là lấy việc thoát khỏi truy binh làm việc quan trọng thứ nhất còn tốt chính là những thổ phỉ này có khu vực hoạt động cực hạn sau khi vượt qua bọn họ liền sẽ dừng bước lại trở lại ổ thổ phỉ mà đi Tên kia giống như ta, đều là đến tiêu diệt ổ thổ phỉ, cho nên, chỉ cần gã không rời đi, ta khẳng định sẽ không cách nào hoàn thành, tất cả đều là cấp bậc quan tử tại, thủ lĩnh thậm chí có thể là chú vương đình, ta lên chính là chịu chết. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi gã thất bại tan tác mà quay trở về. Hắc hắc, hiện tại ta ở trong tối, hát gã ở ngoài sáng, không gã hắn sao được. Thạch Hạo thì thào, đây chính là một chàng tai bay vạ gió, chỉ vì hai người đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này, kết quả đụng vào nhau từ doãn liền muốn giết hắn, thật sự là quá mức. Liền để ngươi nếm thử tư vị phản kích của kẻ yếu. Hắn bắt đầu mai phục, chỉ cần từ doãn tiến vào ổ thổ phỉ, hắn sẽ lập tức theo mà động, tùy thời ra tay, không chết cũng muốn để đối phương lột ra. Không biết hắn là có thù tất báo sao, hắn không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy từ doãn quả nhiên đã xuất hiện, hướng về trên núi mà đi. Lấy kiêu ngạo của từ doãn, dù là đoán được thạch hảo có khả năng ẩn trong bóng tối trả thù, thì như cũng không có khả năng từ bỏ. Gã là một cái cường giả lục tướng, chẳng lẽ còn muốn cố kỵ một cái đảo nho nhỏ chín sao? Lại nói, trước đó Thạch Hảo thoát khốn khẳng định đã dùng hết bảo vật hộ thân, xem hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Từ Doãn giết tiến vào ổ thổ phỉ, gã xác thực rất mạnh, mà thổ phỉ xông ra lại là top 5 top 3, hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Bị gã phân phá mà đi như thế, không cần bao lâu, gã liền giết tới chỗ tướng cướp. Cửu tướng, chương 426, chiến giáp, Từ Doãn rất mạnh gã nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp cường đại hơn nữa còn nắm giữ cảnh giới thứ hai của kiếm đạo nếu không gã cũng không dám một mình giết tới nhưng mà gã trung quy chỉ là lục tướng lục tướng đối với cửu tướng cần vượt qua ba cái cấp bậc nhỏ cái này đối với phần lớn người mà nói đã rất khó khăn mà đầu lĩnh thổ phỉ cũng không phải cái cửu tướng bình thường gì chiến lược muốn vượt qua một mảng lớn huống chi đầu lĩnh thổ phỉ còn mang theo bốn cái tiểu đệ cũng đều là cửu tướng chỉ là không có năng lực chiến đấu vượt cấp mà thôi như thế, từ doãn muốn thắng, lại nói nghe thì dễ. Gã lâm vào trong khổ chiến, bất quá, gã đồng thời không có lui, nói rõ gã cho là mình có năng lực thắng được. Thạch hạo nghĩ nghĩ, lập tức bỏ đi ý nghĩ giết ra ngoài, mà là tiềm hành tiến vào vị trí phòng của tướng cướp. Tại bên trong suy nghĩ của hắn, nơi này hẳn là có bảo vật, nếu như người thiết kế tất cả những thứ này thực rất nghiêm túc. Hắn tiến vào, phòng rất lớn, mà rất dễ dàng có thể nhìn thấy, nơi này để đó một cái hòm gỗ rất lớn. Bảo Dương sao, hắn đi qua, mở ra hòm vừa nhìn, chỉ thấy bên trong tất cả đều là chút vàng bạc châu báu. Ách, à, đây cũng là bảo vật, thạch hạo thất vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu tìm khắp nơi. Trong phòng trải chính là sàn gỗ, hắn dứt khoát nạy ra toàn bộ, đào ba thước đất. Ồ, hắn lộ ra một vệt vui mừng, nguyên lai thực bị hắn phát hiện. Dưới nền đất, có chôn một cái hòm sắt, so với chiếc dương gỗ phía trên kia, cái này muốn nhỏ hơn quá nhiều hắn đem hòm sắt lấy ra ngoài gấp gáp mở dương chiến giáp thạch hạo hô nhỏ một tiếng nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn hắn lục lọi hoa văn phía trên chiến giáp nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh đây là một cái chiến giáp cấp bậc quan tự tại phía trên có lạc ấn hai loại phù văn loại thứ nhất là phù văn ngoan thạch đây là hướng phòng ngự có thể gia cố phòng ngự cho chiến giáp phân hóa lực lượng ăn vào còn có một cái thì là phù văn xương tiến cái này tự nhiên là về phía công kích có thể đánh ra công kích băng tiến kích hoạt phù văn đương nhiên cần năng lượng bên trên chiến giáp này còn khắc họa một cái tụ năng lượng trận cỡ nhỏ tùy thời đều đang hấp thu lực lượng thiên địa bổ sung năng lượng cho hai loại phù văn nhưng cái tốc độ này liền tương đối chậm chạp nhưng cũng có thể trực tiếp rót vào lực lượng tốc độ này nhanh nhưng chuyển hóa dẫn thấp trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp không thì cũng quá xa xỉ sau khi mặc vào bộ chiến giáp này thạch hạo liền chân chính có năng lực cương chính mặt quan tự tại lập tức hắn lắc đầu đáng tiếc a à chỉ là cấp bậc quan tự tại nếu là cấp bậc chú vương đình bổ thần miếu thì tốt biết bao nhiêu nhưng hắn rất nhanh liền bật cười bởi vì độ khó a à. hắn có thể nhận được bộ chiến giáp này còn là bởi vì căn cứ theo tu vi của từ doãn đến tiến hành điều chỉnh ban thưởng đi nếu không hắn nhận được hẳn là cấp bậc bỉ ngạn ân phải cảm ơn từ doãn thạch hạo cười một tiếng đem chiến giáp mặc vào sau đó hòm sắt liền trống cũng chỉ có một cái ban thưởng nha thạch hạo có chút không biết đủ hắn chép miệng một cái, hiện tại hẳn là nên tính sổ cùng từ doãn. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy bốn cái tiểu đệ theo đầu lính thổ phỉ đã bị treo ba cái, nhưng bước chân của từ doãn cũng là thất tha thất thiểu, giống như bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, từ doãn bỗng nhiên móc ra một cái đan bình, trực tiếp bóp nát, sau đó đem đan dược trong bình nhét vào bên trong miệng. Cái hiệu quả này quả thực là hiệu quả nhanh chóng, thạch hạo lập tức cảm ứng được, trạng thái đối phương chuyển tốt lên, trở nên thần thái sáng láng. Giết, tư doãn quát khẽ nói, trường kiếm đâm ra, hào quang vạn trường. Phốc, cái tiểu đề cuối cùng của đầu lĩnh thổ phỉ cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại có cái tư lệnh quang can này. Khóe miệng từ doãn lộ ra một nụ cười, thắng lợi đã là trong tầm mắt. Thoáng cái bắt lại một trăm điểm ban thưởng, bài danh của gã không nói lên đỉnh, nhưng sông lên 10 trước hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà, dư quang gã lại bắt được một cái bóng người không thể tưởng tượng nổi. Thạch hào, ra hỏa này cũng không hề rời đi, thế mà cũng chạy tới dám chiếm tiện nghi của ta hắn ở trong lòng thầm nghĩ thạch hạo chạy tới nơi này khẳng định là bởi vì tiếp nhiệm vụ diệt cướp hiện tại chính mình đem tướng cướp giết đối phương tự nhiên là có thể lấy cái tiện nghi ghê tởm hơn chính là 100 điểm ban thưởng này liền muốn chia đều cho hai người cút ngay gã hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về phía thạch hạo đánh tới đã như vậy gã trước đem thạch hạo làm thịt tốt gã khẽ động như thế đầu lĩnh thổ phỉ cũng lập tức đuổi kịp cô múa trường mâu hướng về sau gã đâm tới. Thạch hạo cười một tiếng, không sợ hãi chút nào nginh tiếp. Ai sợ ai a? À, hắn hét lớn một tiếng, nắm tay phải vung ra, oanh, ám kình dương động, còn kèm theo một đạo hỏa diễm. Vân diễm hỏa, cái này không đủ để giết chết từ doãn, lại có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, dọa ra hỏa này kêu to một tiếng. Nha nha nha, vân diễm hỏa phát ra tiếng kêu hưng phấn, nó rốt cuộc có thể đăng tràng. Mẹ nó, cái tình huống này là như thế nào? Nếu không phải đây là tại trong chiến đấu, nói không chừng từ Doãn liền muốn bổ nhào một cái trên mặt đất đi. Người gặp qua người nào đánh ra ám kình biết nói chuyện a. À. Dù là lấy lực lượng nguyên tố bao vây lại cũng không được a. À. Oanh, lúc này, kiếm của gã cũng chém tới bên trên lực quyền, gã cảm ứng được một cỗ sóng lửa đáng sợ đánh tới, để gã vội vàng mở ra nguyên tố hộ thuẫn để tiến hành phòng ngự, cái này mới đem hơi nóng cản lại. Gã còn muốn công tiếp, nhưng đầu lĩnh thổ phỉ đã truy kích tới, gã bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên cố lấy đối thủ này. Phút, vân diễm hỏa bay trở về đến đầu vai Thạch Hạo, nó hóa thành làm một cái người nhỏ, lần nữa phát ra tiếng kêu nha nha. Từ Doãn không rảnh bận tâm, đầu lĩnh thổ phỉ quá mạnh, gã nhất định phải toàn lực đối kháng, nếu không, gã không phải đã sớm đem đối phương tiêu diệt rồi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, từ phía sau giáp công mà lên. Từ Doãn cười lạnh, coi là như thế gã liền không làm gì được sao? Phải biết Trước đó đầu lĩnh thổ phỉ thế nhưng là còn mang theo bốn cái tiểu đệ cửu tướng, còn không phải bị gã giải quyết từng cái sao. Người cũng sẽ không ngoại lệ, gã giả thoáng một chiêu, tránh thoát công kích của đầu lĩnh thổ phỉ, sau đó huy kiếm hướng về phía thạch hạo chém tới, toàn lực ứng phó, thể phải đem thạch hạo tiêu diệt. Nhưng thạch hạo lại không tránh không né, trong tay đã là nhiều thêm một thanh đao, hướng về phía gã chém tới, bày ra một bộ tư thế lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Từ doãn không khỏi cười lạnh, gã chính là thiên tài lục tướng, người bất quá là chín đảo, thực lực này chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Đối kháng chính diện, gã có thể không cần tốn nhiều sức liền đem thạch hạo giải quyết, chính mình căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Người còn muốn lấy thương đổi thương, quá ngây thơ rồi, bành, liền ở thời điểm gã mơ màng, một kiếm của gã đã đâm tới ngực thạch hạo, tốc độ đánh của gã còn nhanh hơn thạch hạo. Nhưng mà, gã lại là kinh ngạc phát hiện, một kiếm này thế mà đâm không rách quần áo trên người đối phương. Không đúng, phía ngoài tầng quần áo kia là phá vỡ, nhưng tầng bên trong kia lại không có. Lúc này, cửu trọng sơn cũng đã chém tới. Phù văn tiêu trọng ảm diệt, một đao kia, đáng sợ vô cùng, sắc mặt từ doãn cũng là đại biến, gã vội vàng rút lui, nhưng ở thời điểm rút lui, gã dùng kiếm vạch một cái, xoẹt một tiếng, áo khoác của thạch hạo lập tức bị phá vỡ, hiện ra chiến giáp bên trong. Nếu ta nói cho ngươi, bộ chiến giáp này là do ta vừa vặn tìm được tại bên trong ổ thổ phỉ, ngươi có thể tức điên mất hay không? Thạch Hạo cười nói, chương 427, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói như thế, từ doãn kém chút bạo tẩu ngay tại trận. a à, gã ở chỗ này quyết đấu sinh tử, Thạch Hạo lại đem chiến lợi phẩm trộm, thậm chí còn ngược lại dùng tại trên người hắn. Cái này có thể không để cho gã tức giận bạo sao. Người cái tên đáng chết này, gã cắn răng, trong hai mắt đều là trực phun hỏa diễm. Nhưng mà, đầu lĩnh thổ phỉ đã giết tới, để gã không thể không giữ vững tinh thần, toàn lực đối kháng. Trên thực tế, Đầu lĩnh thổ phỉ thế nhưng là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không đem Thạch Hạo lấy địch nhân của địch nhân xem như chiến hữu, nhưng Thạch Hạo đem vị trí khống chế được rất tốt, một mực bảo trì tại phía sau Từ Doãn, làm cho khoảng cách của đối phương với đầu lĩnh thổ phỉ lại càng gần hơn. Cho nên, đầu lĩnh thổ phỉ liền lộ ra không coi ai ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Từ Doãn mà giết tới. Nay liền biến thành Thạch Hạo liên thủ cùng đầu lĩnh thổ phỉ hợp kích Từ Doãn. Thạch Hạo nắm giữ chiến giáp phòng ngự, rất khó chịu tổn thương mà thực lực của đầu lĩnh thổ phỉ càng là cửu tướng hướng lên trên, tự nhiên cũng rất khó đối phó, để từ doãn hết sức nhức đầu. Còn có, Thạch Hạo thỉnh thoảng đánh ra mũi tên băng xương, cái này cũng đồng dạng có lực sát thương của cấp bậc quan tự tại, khiến cho từ doãn nhất định phải nghiêm nghị đối mặt. Dưới tình huống như vậy, từ doãn lại thế nào chịu nổi? Gã phát ra thanh âm oán hật, nhưng rất quyết đoán, trực tiếp quay đầu liền đi. Thạch Hạo có thể dùng đầu lĩnh thổ phỉ kiềm chế gã, gã lại vì cái gì không thể lợi dụng đâu này. Chỉ cần gã vừa đi, Thạch Hạo liền phải một mình đối mặt với cái cường giả cửu tướng này. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đồng dạng phát động thân hình, gắt gao rừng sau lưng Từ Doãn. Đầu lĩnh thổ phỉ đuổi theo, nhưng ở phương diện tốc độ, Thạch Hạo cùng Từ Doãn đều không chậm hơn y, y một cái cũng đuổi không kịp. Chết, Từ Doãn chém tới một kiếm, lần này biến thành Thạch Hạo kẹp ở giữa, gã muốn để Thạch Hạo cũng nếm thử tư vị bị giáp công. Hơn nữa, hai cao thủ quan tự tại đồng thời công kích, người sống thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không đón đỡ, bản thân trực tiếp vượt qua, bắt đầu chạy đầu. Đầu lĩnh thổ phỉ bây giờ cách Thạch Hạo càng gần hơn, tự nhiên điều chỉnh phương hướng đầu tiên, hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Mẹ nó, Từ Doãn nhịn không được thả thô tục, vội vàng đuổi ở phía sau. Tốc độ của ba người là nhanh chóng bực nào, rất nhanh bọn họ liền chạy xuống tứ vương phong, đầu lĩnh thổ phỉ lại đuổi hai bước xong, lại đột nhiên quay người, nhanh nhẹn chạy về. Từ Doãn kém chút thổ huyết, Điều này có ý vị gì? Hết thảy những gì lúc trước gã làm đều phí công, hết thảy thổ phỉ đều đã sống lại, phải biết, trước đó vì đánh giết đầu lĩnh thổ phỉ, gã còn gặm một viên thuốc A, cưỡng ép khôi phục trạng thái. Hiện tại, dược lực không sai biệt lắm muốn đi qua, chiến lực của gã cũng rơi xuống theo đường thẳng. Đi, gã dùng con mắt vô cùng thâm cửu đại hận nhìn về phía thạch hạo, sau đó cất bước liền chạy. Đương nhiên là về thôn, kia là địa phương tuyệt đối an toàn, bất kỳ người nào đều không được xuất thủ, nếu không, thủ vệ trong thôn sẽ dạy người biết cách làm người. Thạch Hạo truy kích mấy bước, rất nhanh liền ngừng lại. Tốc độ của đối phương hiển nhiên không chậm hơn hắn, hơn nữa, chỉ cần chạy đến trong thôn hắn liền không cách nào xuất thủ, cho nên, xua đuổi đi là được rồi. Lần này hắn đại hoạch toàn thắng cuối cục diện thắng lợi của từ doãn, làm cho đối phương trắng gặm một viên bảo dược, còn cầm đi chiến lợi phẩm vốn nên thuộc về đối phương. Tốt, tức giận ra được một nửa, sau đó trực tiếp làm thịt ra hỏa này liền tốt thạch hạo nhìn về phía tứ vương phong lẩm bẩm nói không biết ta lúc này lên có thể lại được đến một cái chiến lợi phẩm hay không hắn lên núi chỉ thấy bóng người thướt tha quả nhiên hết thảy thổ phỉ đều đã sống lại đến thạch hạo nhanh chân mà đi cái này bất quá chỉ so sánh với độ khó địa ngục mà thôi với hắn mà nói lại cùng như đùa giỡn lập tức mấy cái thổ phỉ giết ra tới lần này chỉ có thạch hạo xông tới thực lực của toàn bộ ổ thổ phỉ cũng lấy tu vi của hắn mà tiến hành điều chỉnh những thổ phỉ này đều chỉ là chín đảo mà thôi, chỉ là so với chín đảo bình thường đều mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc là, tại trước mặt thạch hạo cái này lại coi là gì chứ? Hắn không cần vận dụng chiến giáp, tuyệt chiêu cái gì, tùy ý phất phất quyền, liền thấy thổ phỉ một đám tiếp một đám ngã xuống, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn một đường không ngừng, trực tiếp giết tới chỗ đầu lĩnh thổ phỉ đó. Vẫn là đầu lĩnh thổ phỉ cùng bốn cái tiểu đệ, nhưng thực lực của đầu lĩnh thổ phỉ đã hạ xuống nhất tướng, mà bốn cái tiểu đệ thì biến thành chín đảo. Thạch Hạo trực tiếp mở lớn, lấy vân diễm hỏa oanh sát đầu lĩnh thổ phỉ, sau đó bốn quyền đả bạo bốn cái tiểu đệ kia. Dễ dàng, không nên quá dễ dàng, Từ Doãn nếu là thấy cảnh này, khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Để giết đầu lĩnh thổ phỉ, gã đã bỏ ra một cái giá lớn bao nhiêu. Nhưng Thạch Hạo đâu này, một đường quét ngang, quả thực chính là người lớn khi dễ trẻ con. Hắn lại đi tới phòng của đầu lĩnh thổ phỉ, chỉ thấy mặt đất vẫn là duy trì dáng vẻ bị đào ra, mà chiếc hòm sắt kia cũng như thế, bị mở rộng ra, trống rỗng. Ai, đáng tiếc a. À, thạch Hạo mang thi thể của đầu lĩnh thổ phỉ quay trở về thôn. Tìm tới thôn dân tuyên bố nhiệm vụ, hắn thắng được cảm tạ của đối phương, nhưng lại không có vật gì khác. Điểm ban thường không thể tra sao? Thạch Hạo thì thào, chỉ có thể tự mình tính toán. "Ngươi." Âm thanh của Từ Doãn vang lên tại sau lưng, mang theo vô cùng tức giận. Thạch Hạo xoay người lại, Hướng về phía đối phương mỉm cười. Từ Doãn Cương ép đè xuống phẫn nộ, ánh mắt của gã uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo một hồi, nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như không giết ngươi, ta liền không họ từ." "Ha ha, hiện tại biết rõ phẫn nộ rồi, lúc trước cùng ngươi không cừu không oán, ngươi lại đột nhiên hạ sát thủ, như thế nào không tỉnh lại tỉnh lại." Thạch Hạo không có giải thích, đối chọi gay gắt nói: "Đợi ta đột phá quan tử tại, giết ngươi như giết gà." đến lúc đó ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền lấy mạng chó của ngươi. Hừ, từ doãn vùng ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Gã đã ăn vào đan dược, di chứng còn không có giải quyết, bây giờ căn bản không dám rời khỏi thôn. Thạch hạo cười một tiếng, hắn thấy, tên này bất quá vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, tiện tay có thể giải quyết, không cần cố ý để ở trong lòng. Hắn lại đi đón những nhiệm vụ khác, việc cấp bách là tăng lên tu vi, mau chóng bước vào mười đảo đi. Người vừa tới nơi này sẽ phát hiện, cái thôn này quả thực khắp nơi là bảo, có đại lượng nhiệm vụ ban thưởng điểm. Thế nhưng là, làm một chút liền biết, rất nhiều nhiệm vụ đều là hình thức địa ngục, hơn nữa dù cho có nhiều người, nắm giữ cường giả tỏa chấn cũng vô dụng, đối thủ cần đối mặt bên trong nhiệm vụ cũng sẽ điều chỉnh thực lực tương ứng. Hơn nữa, một khi số người nhiều, điểm ban thưởng còn phải chia đều, cho nên, dù là một cái nhiệm vụ cho ra 100 điểm ban thưởng, nhưng 10 người tiến đến hoàn thành, mỗi người cũng chỉ có thể nhận được 10 điểm, tương đương với đả thông một lần điểm thí luyện hình thức khó khăn. Cho nên, tất cả mọi người đều là hết khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ có điểm ban thưởng thấp, cái này một mình liền có thể hoàn thành, tốc độ nhanh một chút, trên thực tế thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ có Thạch Hạo là ngoại lệ, hắn chỉ chọn hoàn thành nhiệm vụ có điểm ban thưởng cao, lấy nghiền ép cùng cảnh giới của hắn không phải cùng giai chiến lực, nhiệm vụ gì mà không phải là một đường quét ngang. Trừ phi tại phía trên độ khó địa ngục, còn có cấp bậc độ khó cao hơn. Trừ điểm ban thưởng ra, có chút nhiệm vụ thì bên ngoài còn có chiến lợi phẩm ngoài ngạch có thể có được, có chút thì là không có, như hộ tống một cái lão thái lạc đường từ trong núi sâu trở về, một đường giết rất nhiều hung thú, cuối cùng liền được một câu cảm ơn. chương 428, Hối đoái, nhiều ngày như vậy xuống tới, Thạch Hạo vẫn là không có nhìn thấy bọn tô mạn mạn, chó vàng, thậm chí, mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu trước đó cũng không thấy một cái nào. Đám lâm xâm khải, hạ mộng âm, Trúc phú, giống như đã tiêu thất vào hư không. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái thôn giống như vậy khẳng định có tại khắp bốn phía đồng cỏ, cho nên, dù phương hướng mọi người lựa chọn tiến lên có khác nhau, nhưng luôn có thể tìm tới thôn tương tự, tiến vào vòng thứ hai. Một tháng sau, người bên ngoài đều muốn điên rồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái số 324 của thành cửu ngô kia đã lên trên đỉnh của bảng danh sách. Trời ạ, à, tên yêu nghiệt trình ra này cũng quá kinh khủng đi, đem hạ mộng âm, hứa hoàn, lâm xâm khải toàn bộ đều dẫm tại dưới chân. Bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ, cái thiên kiêu trình gia này rốt cuộc là người nào. Đáng tiếc là thực lực tổng hợp của trình gia quá yếu, dẫn đến tất cả mọi người có thể đi vào bí cảnh, bên ngoài không có để lại một người, để mọi người muốn hỏi thăm một cái đều là không tìm được người. Bên trong bí cảnh, trong thôn Lặng Yên mở một nhà cửa hàng. Ngay từ đầu không người để ý, nhưng luôn có người sẽ hiếu kỳ, đi vào vừa nhìn liền sẽ phát hiện ra đại lục mới. Thứ bán bên trong cửa hàng, tất cả đều là bảo vật. Có linh khí có phù binh, có đan dược, còn có dược liệu, đủ loại, cái gì cần có đều có. Lập tức, mọi người tụ tập, đều muốn mua sắm trong thời gian ngắn nhất, miễn cho bị mua sạch. Nhưng mọi người rất nhanh liền thất vọng, những bảo vật này chỉ có thể lấy điểm ban thưởng đến hối đoái, hơn nữa giá cả cao đến kinh người. Không phải là không có người muốn trắng trợn cướp đoạt, đó còn là một tên cường giả bổ thần miếu, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bạo thành mưa máu, dọa đến những người khác đều là thành thành thật thật ngu xuẩn một tên thanh niên cầm thương lạnh lùng nói một câu ngươi nói cái gì cái cường giả bổ thần miếu bị đánh nổ kia xuất thân từ lưu gia của đại lục tây nham y dĩ nhiên không phải là đến một mình bởi vậy nhìn thấy có người dám nhân cơ hội chế nhạo người lưu gia ai ai cũng nhảy ra ngoài thanh niên cầm thương suy một tiếng dường như coi nhẹ căn bản lười nói chuyện người lưu gia kia giận dữ liền nghĩ xông lên lại bị tộc nhân cưỡng ép nhấn xuống xuất thủ ở chỗ này không sợ bị thủ vệ chém chết sao xem lão tổ nhà bọn họ đi cái kia chính là tấm gương đẫm máu a thạch hạo thì là quay về phía cái thanh niên cầm thương kia nhìn nhiều một chút trong lòng dâng lên một loại cảm giác người này rất mạnh thanh niên cầm thương kia như có cảm ứng cũng hướng về phía thạch hạo nhìn sang ánh mắt hai người va chạm dường như đau thương va chạm có tia lửa tóe ra thạch hạo chợt cảm thấy ngứa tay muốn cùng người này luận bàn một cái thanh niên cầm thương thì là cười nhạt một tiếng rời ánh mắt bất quá là chín đảo tranh lệch với y quá xa, y tự nhiên không có khả năng bay lên cái chiến ý gì. Thạch hạo cũng không có coi thành chuyện quan trọng gì, hắn chen vào bên trong cửa hàng, bắt đầu quét nhìn. T, rất đắt, nơi này xác thực có bán linh khí, nhưng giá cả cao đến kinh người, động một tí liền muốn đi ngàn điểm ban thưởng. Nói như thế, món chiến giáp mà chính mình nhận được tại bên trong ổ thổ phỉ kia là kiếm lời phát tài to rồi. Bởi vì nơi này cũng có bán chiến giáp tương tự, hơn nữa còn chỉ có một cái chức năng phòng ngự, cấp bậc quan tự tại đã có thể bán được 5.000 điểm ban thưởng. Được rồi, không nhìn linh khí, thạch hạo liếc về linh quả cùng đan dược, hắn muốn mau chóng mà tăng lên đến 10 đảo, như thế, năng lực vượt cấp khiêu chiến của hắn sẽ đạt tới đỉnh phong, dù là tứ tư tướng ngũ tướng cũng không phải là không có khả năng tiêu diệt. Hoàng Long Đan, Thập Phóng Quả, Thiên Tụ Tán, thật nhiều đan dược có thể tăng lên tu vi, nhưng phần lớn đều có tác dụng phụ, nhỏ nhất chính là trong vòng mấy tháng phục dụng đan dược cùng loại hình sẽ vô hiệu, mà lớn nhất thậm chí có thể sẽ cho người tàn phế. So sánh ra, điểm ban thưởng cần có để hối đoái những vật này liền muốn thấp hơn nhiều rồi, từ 100 đến mấy trăm không giống nhau. Thạch hạo hướng nhân viên cửa hàng hỏi thăm một cái, biết được điểm ban thưởng chính xác của chính mình. 775 điểm, có thể đổi 4 quả bạo hùng hoàn, thạch hạo tính toán một cái, đây là đan dược có hiệu quả tăng lên tu vi lớn nhất, nhưng điểm số hối đoái lại ít nhất nhưng vì sao lại dễ dàng như vậy đâu này. Đơn giản, do tác dụng phụ của cái đồ chơi này quá lớn, nuốt một viên có thể để cho làn da toàn thân người ta nứt ra, kinh mạch cắt đứt một phần mười, nếu là liên tục phục dùng hai viên, cái kia đến mệnh đều muốn không có. Chính là bởi vì tác dụng phụ cuồng bạo như vậy, cho nên điểm ban thưởng hối đoái liền tương đối thấp. Nhưng Thạch Hạo không thèm để ý a, à, hắn cũng không phải ăn, tại trong vẻ mặt như là nhìn xem kẻ đần độn của người khác, Thạch Hạo đem điểm ban thưởng cơ hồ dùng hết, cầm tới bốn quả bạo hùng hoàn. Không phải người ngu thì là cái gì, thế mà đổi bốn quả bạo hùng hoàn. Bất quá, gia hỏa này cũng quá tài đại khí thô, bất quá chỉ là chín đảo, làm sao lại nắm giữ nhiều điểm ban thưởng như vậy? Chẳng lẽ, hiện tại điểm ban thưởng dễ có được như vậy? Thạch hạo làm sao quan tâm tới ánh mắt của người khác, hắn tìm một cái nơi hẻo lánh yên lặng ở trong thôn, nơi này ai cũng không thể ra tay với hắn, nếu không liền đợi bị thủ vệ đến chém đi. Cho nên, hắn yên tâm lớn mật luyện hóa sau chín chuyển, viên bạo hùng hoàn thứ nhất đã bị luyện hóa. Tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, mà dựa theo suy tính này, sau khi luyện hóa xong toàn bộ 4 quả bạo hùng hoàn, hắn có tỷ lệ rất lớn sẽ đạt tới chín đảo đỉnh phong, cho dù kém cũng không kém bao nhiêu. Nhưng linh hồn lực đã hao hết, chỉ có thể ngày mai trở lại. Ngày thứ hai, Thạch Hạo tiếp tục, hai ngày sau, hắn như cũng mỗi ngày trước tiên luyện hóa bạo hùng hoàn, sau đó đi làm nhiệm vụ. Nhưng, nhiệm vụ hiện tại đã càn quét đến 7-8 phần, ngẫu nhiên mới có mới thôn dân xuất hiện, tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên, phần lớn thời gian Thạch Hạo đều là ngồi yên. Cũng bởi vậy, thật nhiều người đã lên đường xuất phát, rời đi cái thôn này, đi tới trạm tiếp theo. Đem bốn khỏa bạo hùng hoàn luyện hóa xong, tu vi của Thạch Hạo cách chín đảo đỉnh phong còn kém một tia. Không đợi nữa, xuất phát, Thạch Hạo làm ra quyết định, nhiệm vụ mới quá ít, đợi ở chỗ này thì giá cả quá thấp, nên lên đường. Hắn chỉ cần lại tu luyện một cái, hẳn là có thể đạt tới chín đảo đỉnh phong, cũng chính là chuyện chừng 10 ngày. Bất quá, 5 ngày sau, Thạch Hạo liền đi tới trạm tiếp theo. Cái này gọi là vạn cổ thạch, cái này cũng có thể coi như là một khảo nghiệm, nhưng qua hay không qua đều không có cái ảnh hưởng gì, liền như nhiệm vụ thôn xóm trước đó, hoàn thành hay không đều không ảnh hưởng tới chuyện đi tới trạm tiếp theo. Cái khảo nghiệm gì đâu này, nơi này có một khối đá, được xưng là vạn cổ thạch, bất kỳ người nào cũng đều có thể oanh kích, chỉ cần có thể lưu lại ấn ký ở phía trên, liền có thể lưu danh trên vạn cổ thạch. Lưu danh, liền có thể nhận được điểm ban thưởng, nhưng có bao nhiêu đâu này? Thấp nhất là một ngàn. Phải biết, thạch hạo quét ngang điểm thí luyện khó khăn địa ngục như vậy, lại hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, thế nhưng điểm ban thưởng bất quá cũng chưa tới 800 điểm, cái điểm số này đã sớm leo lên đệ nhất của bảng xếp hạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần lưu danh trên vạn cổ thạch, liền có thể dễ dàng vượt qua hắn. Đương nhiên, tuyệt không phải cảnh giới càng cao, liền càng dễ dàng lưu danh trên vạn cổ thạch bởi vì cũng sẽ đem nhân tố cảnh giới cân nhắc vào, tựa như điểm thí luyện trước đó, cảnh giới khác nhau, quái vật bên trong cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Thạch Hạo cũng không phải nhóm đầu tiên tới đây, hắn nhìn thấy, bên trên vạn cổ thạch đã có ra một đống lớn tên người. Thiên Hóa Hạ Mộng Âm, hắn rất nhanh liền tìm được một cái tên, chương 429, vạn cổ thạch, bất quá, Hạ Mộng Âm đồng thời không có xếp ở vị trí thứ nhất, mà là thứ 9. Tại trước mặt của nàng còn có kim dương đảng quang lâm, huyền xương lâm Sâm khải các loại, để thạch hạo mỉm cười chính là, tên của tiểu hắc cũng xuất hiện, hơn nữa xếp ở thứ ba. Kiếm thể chính là kiếm thể, chiến lực cùng dai quá kinh người. Muốn nói đối kháng chính diện, hạ mộng âm một kích liền có thể miểu sát 100 tiểu hắc, nhưng bây giờ tiểu hắc lại là xếp tại phía trên hạ mộng âm. Thạch hạo nhìn về cái tên xếp ở vị trí thứ nhất, la, chỉ có một chữ, vô cùng đơn giản. La, đây là ai đâu này, trên bảng danh sách chỉ có hơn 60 cái tên đang phát sáng, khoảng cách xếp đầy còn thiếu cực kỳ, vậy ít nhất có thể điền hơn ngàn cái tên. Thạch Hạo lắc đầu, trừ cái tờ danh sách này ra, kỳ thật còn có một cái danh sách khác, tràn đầy 100 cái tên, phía trên có một cái tên dị thường dễ thấy. Cổ Sử Vân, a, à, Cổ Sử Vân cũng từng tiến vào bí cảnh Tử Thanh. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng không tính ra, Thạch Hạo chỉ biết Cổ Sử Vân đã biến mất tại ngàn năm trước đó nhưng đối phương cụ thể là rời khỏi nguyền rủa vùng đất từ lúc nào. Hai ngàn năm trước, ba ngàn năm trước, thọ nguyên của đại năng Trúc Thiên thê cao tới năm ngàn năm, trời mới biết là cổ sử vân ở cái thời gian nào tiến vào bí cảnh tử thanh. Cho nên, bảng danh sách này chính là thứ hạng mạnh nhất trong lịch sử. Thạch hạo nhìn thấy, tên cổ sử vân cư nhiên đứng đầu bảng. Không hổ là nhân vật nghiêu bức có thể làm cho vạn tông triều bái, niên hạn tồn tại của cái bí cảnh tử thanh này là không thể kiểm tra, nhưng khẳng định là có thật nhiều thật nhiều năm, mà tại bên trong nhiều người lịch luyện như vậy, chiến lược cùng dai của cổ sử vân vẫn là vạn cổ đệ nhất. Lợi hại, lợi hại, mà la thì xuất hiện ở vị trí thứ 47 trong bảng mạnh nhất lịch sử, cái này phi thường lợi hại, thậm chí kinh người. Thạch hạo không khỏi hiếu kỳ, vậy hắn có thể xếp tới thứ mấy đâu này. Thử một chút, hắn muốn đi lên, nhưng lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Hắn còn không có đạt tới 10 đảo, đồng thời không có ở vào trạng thái mạnh nhất của bỉ ngạn cảnh. Không vội, tốt, chờ một chút ngược lại cũng liền mấy ngày thời gian. Hắn ở một bên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nha, từ doãn tới, đám người nổi lên bạo động nho nhỏ, ai là từ doãn, thiên tài của đại lục Tây Nham, kém một chút liền có thể vào bảng thiên tài. Phốc, liền bảng thiên tài đều chui vào, vậy thì có cái gì mà thật kêu gào. Lại nói, cho dù tiến vào bảng thiên tài, ha ha, lấy cấp độ võ đạo của đại lục Tây Nham, lại thế nào so sánh cùng đại lục Nam Mộc, Bắc Ngân cũng liền có thể áp chế một cái đại lục đông hỏa yếu cặn bã đi. Từ doãn đem nghị luận của mọi người nghe vào trong tai, khuôn mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Gã âm thầm nắm quyền, thể phải đánh ra tên trên bảng thành tích, để những người nghi ngờ gã này phải ngậm miệng. Thương thế của gã hiện tại đã khôi phục toàn bộ, đang đứng ở trạng thái mạnh nhất. Uống, gã xuất kiếm, đinh, đâm vào bên trên vạn cổ thạch, quang hoa rực cháy, giống như trời sập. Nhưng mà, bên trên vạn cổ thạch đều là không có nửa điểm dấu vết gì. Từ Doãn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một kiếm mạnh nhất của gã chiến lược như vậy thế mà không thể nhận được tán thành của vạn cổ thạch. Hắc hắc, không cách nào lưu lại ấn ký trên vạn cổ thạch, liền không cách nào lưu danh. Chỉ có người có thể lưu danh mới có tư cách tranh đoạt cơ duyên lớn nhất. Tiên trùng thật nhiều người đều là từ tốn nói, như loại người cảm giác hài lòng với bản thân nhưng cuối cùng lại bị đánh mất lòng tin mà hỏng mất này, bọn họ mấy ngày nay còn thấy ít sao? Từ Doãn không tin ta. Gơ câu rằng một kích này khẳng định là do chính mình phát huy không tốt, cho nên mới không thể lưu lại ấn ký, gã lần nữa ấp ủ, sau đó xuất thủ. Oanh, tia sáng chói mắt lại sinh, nhưng, vạn cổ thạch vẫn như cũ, không có một tia vết tích. Lại đến, vẫn là như vậy, gã xuất thủ lần thứ tư, nhưng một kiếm còn không có đánh xuống, cả người lại bị đánh bay ra ngoài. Mỗi người đều chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ, tiểu tử, cam chịu số phận đi, bên cạnh có người nói, để từ doãn giận dữ, liền nghĩ huy kiếm chém tới nhưng cảm ứng khí thức của đối phương một cái gã lại lập tức bỏ đi suy nghĩ đây là một cường giả chú vương đình nếu gã dám ra tay bảo đảm sau một khắc gã liền nằm trên đất nơi này cũng không có cái thủ vệ gì lại nói gã xuất thủ trước có thủ vệ cũng là đem gã tiêu diệt từ doãn tức giận thối lui đến một bên nhưng căn bản không có mấy người để ý tới gã thật nhiều quần chúng ăn dưa đều là thủ tại chỗ này muốn nhìn tất cả mọi người kiểm tra xong với bọn họ mà nói đây là một loại sung sướng rất lớn thạch hạo cũng không có để ý loại tôm tép nhãi nhép này không đáng giá nhắc tới từ doãn cũng không có phát hiện ra thạch hạo bởi vậy cũng miễn đi một trận chiến đấu gã thất bại cũng không cam tâm chịu rời đi liền ngồi xuống ở chỗ này muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu người có thể lên bảng nếu như đến cuối cùng cũng không đủ số lượng trăm người vậy gã còn có thể cầu cái an tâm nói không chừng gã liền miễn cưỡng ở cuối xe đâu này Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời khắc đều có người tới, nhưng nơi vạn cổ thạch này hẳn là không phải nơi duy nhất, người tới cũng không có nhiều đến không hợp thói thường. Hai ngày sau, xuất hiện một thiên tài, y là người thứ nhất ở dưới lòng bàn tay, liền lưu lại ấn ký trên vạn cổ thạch. Lập tức, toàn trường oanh động, phải biết, nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng chỉ có tổng cộng 67 người lên bảng, mà về mặt thời gian mà nói, thiên tài còn không có xuất thủ hẳn là rất rất ít, có lẽ người cuối cùng có thể lên bảng liền có khoảng 7 chục cái. Cho nên, một thiên tài đột nhiên xuất hiện này, tự nhiên đưa tới chấn động mạnh. Người này là ai? Đệ nhất thiên tài của đại lục Tây Nham, Hằng An Tông Giải Thiên Y. T, đệ nhất, mọi người không có cái nào mà không kinh hô, cái đệ nhất thiên tài này quả nhiên không phải nói không, một kích vừa rồi kia cũng không có thấy y dùng lực như thế nào, cũng đã lên bảng. Mà tại trước mặt Giải Thiên Y, vạn cổ thạch phẳng phất tựa như bị hòa tan, trở nên như là mì vắt, có thể nhẹ nhóm khắc họa ở phía trên. Giải Thiên Y cười một tiếng lấy ngón tay ở phía trên viết xuống năm chữ Hàng An giải Thiên Y. Cái này tự nhiên là cơ hội tốt để dương danh cho tông môn, tuyệt không thể bỏ lỡ. Trước mắt xếp tại tên thứ 19, thời điểm giải Thiên Y thu tay, chỉ thấy bảng xếp hạng bỗng nhiên xảy ra biến hóa, Hàng An giải Thiên Y lên bảng, đứng tại hàng thứ 19. Cái gì? Đệ nhất thiên tài của Đại Lục Tây Nam, thế mà chỉ có thể xếp tại tên thứ 19. Vậy 18 người phía trước kia đều là biến thái cỡ nào? Nhưng suy nghĩ lại một chút, cái này tựa hồ cũng bình thường, bên trong bốn đại lục, lấy đại lục Nam Mộc mạnh nhất, đại lục Bắc Ngân thứ hai, tiếp xuống mới là đại lục Tây Nham, cuối cùng thì là đại lục Đông Hỏa. Như thế tính toán, đệ nhất thiên tài của đại lục Tây Nham xếp tại thứ 19 cũng liền có thể tiếp nhận. Nhưng giải thiên y hiển nhiên không thể tiếp nhận, y nhíu mày, biểu lộ nguyên bản vân đạm phong khinh cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mắt y nhìn vạn cổ thạch, trong hai tay thì có quang mang chấp động. Oanh, trên người y có từng làn từng làn khí thế dương động, để người xung quanh đều là không tự chủ được mà hướng lui về phía sau. Đi, y hét lớn một tiếng, bộc phát toàn lực, song trưởng đồng thời oanh ra, đánh vào bên trên vạn cổ thạch. Lập tức, bên trên vạn cổ thạch lại có ấn ký lưu lại, nhưng như là sóng nước, rất nhanh lại khôi phục lại. Mọi người đều là nhìn về phía bảng xếp hạng, nhưng mà, nằm chữ hàng an giải thiên y lại là không nhúc nhích. chương 430, 10 đảo, chân mày giải thiên y nhíu chặt hơn, do so dự một chút, y liền lấy ra một cây gậy cả cây gậy này đều có một màu đen nhánh, phảng phất như là than đốt, lại tản mát ra một cỗ hùng uy đáng sợ, mọi người xung quanh không khỏi tự lui lại phía sau mấy bước. Giải thiên y bắt đầu xúc thế, tối thiểu sau ba cái hô hấp, y lúc này mới đánh ra một côn này. Y nhảy lên thật cao, sau đó nện xuống một côn, khí thế khủng bố, phảng phất như trước mặt chính là một khỏa tinh thể, y cũng có thể sinh sinh đập nát. Bành, nhưng mà, phía dưới một côn này, bên trên vạn cổ thạch lại chỉ là xuất hiện một đạo dấu vết nhàn nhạt, Tất cả mọi người đều nhìn về phía bảng xếp hạng, bao quát cả giải thiên y, nhưng mà, tên của y lại không nhúc nhích tí nào. Ba chiều đã qua, y không cách nào lại thử lại. Tại trong mắt mọi người, có thể lưu danh trên vạn cổ thạch, cái kia đã nghiêu bước đến rối tinh rối mù, bên trong một nhóm người tiến vào này, nhiều nhất chỉ có 70, 80 người mới có thể làm được. Thế nhưng là, với giải thiên y mà nói, đệ nhất đại lục Tây Nham thế mà chỉ xếp tại thứ 19, đây là điều mà y không thể nào tiếp thu được. Y thấy, dù y không bằng mấy cái thiên tài đứng đầu đại lục Nam Mộc, Bắc Ngân, nhưng chen vào trước 10 hẳn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, chỉ là hạng 19, y hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đã điều chỉnh tâm tính. Hiện tại y xếp dưới 18 người này, nhưng cũng không đại biểu y sẽ vĩnh viễn không bằng. Con đường tu luyện tràn đầy biến hóa, nói không chừng y ở cái cảnh giới nào đó phá vỡ cực hạn, chiến lược liền trực tiếp bão tố đến thứ nhất đi. Đây chính là thiên tài, nếu liền cả tâm khảm trạng thái cũng không thể điều chỉnh kịp thời kia thật là quá phế đi y không có dừng lại mà là tiến về phía trước hành trình mạo hiểm sau đó còn rất dài hơn nữa võ đạo cuối cùng xem vẫn là chiến lược tuyệt đối người có lại là vô địch trong cùng giai nhưng cảnh giới rất lại phía sau quá nhiều lại có thể có gì chống lại hữu dụng đâu một ngày lại một ngày số người tới vào mỗi ngày càng giảm bớt mấy ngày trước mỗi ngày còn có hai ba trăm người hiện tại đã giảm mạnh đến một trăm mà mặc dù lại có mấy người lên bảng nhưng cũng không có xuất hiện ở chỗ vạn cổ thạch này. chuyện đột nhiên có một cái tên nhảy lên bảng tự nhiên nói rõ ở địa phương khác còn có vạn cổ thạch. bảy ngày sau thạch hạo cuối cùng là chạm đến chín đảo đỉnh phong có thể đột phá lần này thạch hạo đồng thời không có gấp hắn sớm tìm một một chỗ yên tĩnh sau đó bắt đầu điều chỉnh trạng thái đánh phá cực hạn đây cũng không phải là nói dẫn thôi phó đạo nếu là hạn định như thế vậy dĩ nhiên là có đạo lý riêng thiên địa có thứ tự, nhân lực không nhiều, cực hạn nào có dễ đánh vỡ như vậy. Sau một ngày điều chỉnh, Thạch Hạo cảm giác các hạng trạng thái đều đã đạt đến đỉnh phong. Tốt, đột phá, hắn bắt đầu xung kích người đảo, muốn rất đơn giản, chính là để hồn trùng lại bay ra một khoảng cách, sáng tạo ra tòa hồn đảo thứ 10. Nhưng mà, sau khi nhân nhi hồn trùng bay lên, một cỗ lực mạnh sung mãn không thể chống đỡ lập tức bao phủ xuống, sinh sinh đem nhân nhi hồn trùng ấn trở về hồn đảo. Lực lượng này quá cường đại, thậm chí giữa thiên địa đều có kinh lôi đang vang động tựa hồ đang hướng thạch hạo đưa ra cảnh cáo trật tự của thiên địa là không thể đánh vỡ a à, lực áp chế này cũng không phải là đến từ bể khổ mà là một loại lực lượng sâu xa thăm thẳm giữa thiên địa cho nên muốn đánh phá cực hạn kỳ thật không phải muốn đấu cùng thân thể của mình mà là cùng thiên địa thạch hạo cười một tiếng cực hạn nếu không phải dùng để đánh vỡ vậy còn gọi là cực hạn sao hắn một lần nữa tụ lực sau đó nhân nhi hồn trùng lần nữa đằng bay lên Ông, cái luồng lực mạnh kia lại tới, vô cùng vĩ ngạn, sung mãn không thể chống đỡ. Thạch hạo hư một tiếng, quy tắc chi võng mở ra, che lại nhân nhi hồn trùng, lập tức, hắn chui vào một cái chỗ trống bên trong cỗ lực lượng kia, nhân nhi hồn trùng liền phá vây mà ra. Bang, giữa thiên địa, tiếng sấm từng cơn, cái này mặc dù là cái bí cảnh, nhưng hiển nhiên không ngăn cách được uy lực của thiên địa, vô tận thiểm điện lắc lư tại trên đỉnh đầu thạch hạo, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem hắn chém giết. Thế nhưng, Thạch Hạo lại không có làm chuyện tội ác tài trời, chỉ là tại đánh phá cực hạn mà thôi, thiên địa cũng không thể tùy tiện xuống tay với hắn. Cho nên, thiểm điện dương động đầy trời như là tận thế, lại cứ thế không cách nào rơi xuống người hắn. Nơi xa, tất cả mọi người là run lẩy bẩy, mẹ nó, đây cũng quá kinh khủng, uy lực lôi đình như thế, tùy tiện đánh xuống một đạo, chính là bổ thần miếu cũng chỉ có phần bị treo. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có tuyệt thế hung thần xuất thế, dẫn tới thiên địa tức giận. Thạch Hạo lại là chỉ quan tâm vào trong thế giới, mặc ngươi lôi đình diệt thế, hắn chỉ làm như không biết. Đổi thành một người khác, có lẽ đại năng trúc thiên thê đều muốn tâm thần động run rẩy, không còn dám tiếp tục nữa, nhưng Thạch Hạo lại là ngé con mới đẻ, đối với thiên địa khuyết thiếu kính nể, đối với mình thì là tràn đầy lòng tin. Nhân nhi hồn trùng còn không có bay ra bao xa, lực lượng thiên địa bỗng nhiên tăng cường, muốn đem nó cưỡng ép ghim xuống dưới. Ông, nhân nhi hồn trùng toàn lực xuất thủ, đối kháng với lực lượng thiên địa này. Bất đắc dĩ, lực lượng này quá cường đại, vẫn là đem Nhân Nhi hồn trùng sinh sinh nhìn xuống, mắt thấy liền muốn tiếp cận bể khổ, Nhân Nhi hồn trùng bỗng nhiên bộc phát, oanh ra một cái hỏa phần thương khung, sinh sinh đem mặt biển oanh mở. Tại bên trong cái thế giới ý thức này, Thạch Hạo không cần thật sự rút ra lực lượng nguyên tố, đây là một loại ý thức võ đạo va chạm, là lý giải đối với võ đạo, lý giải đối với thiên địa chi đạo. Không cần rút ra lực lượng nguyên tố, hồn lực của hắn liền sẽ không tiêu hao, có thể vận chuyển nhiều lần. Lực lượng thiên địa người ta không thể chống đối, nhưng là, ta đem mặt biển bể khổ sinh sinh đè xuống, để hồn trùng tiếp tục bay qua là được rồi đi. Oanh, lực lượng thiên địa lập tức lần nữa nâng cao chỉ tiêu số lượng, để nhân nhi hồn trùng lại trầm xuống một mảng lớn. Thạch hạo cảm thấy rất cố hết sức, ba ba ba, mạch máu lập tức bạo nổ hơn phân nửa, trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Lực ép tới càng ngày càng nặng, bể khổ hắn cần phá vỡ liền càng sâu, tự nhiên áp lực sẽ càng lớn. Nhưng mà, Thạch Hạo không có chút ý tứ buông tha nào. Với hắn mà nói, có thể truy cầu mạnh nhất vậy sẽ phải đạt tới mạnh nhất, tuyệt không tiếp nhận bình thường, vì thế, hắn không tiếc lấy mệnh tương bác. Võ giả tu luyện, không phải liền là tranh chấp cùng thiên địa sao. Hỏa phần thương khung đã không chịu nổi, mắt thấy khoảng cách giữa nhân nhi hồn chủng cùng mặt biển càng ngày càng gần, thạch hạo hét lớn một tiếng, nhân nhi hồn chủng oanh ra phiên thiên ấn, lập tức mặt biển lại bị hắn ngạnh sinh sinh đè xuống một đoạn. Mặc dù là tại vận chuyển phiên thiên ấn bên trong hình thái ý thức, không để hồn lực có tiêu hao, nhưng vẫn như cũ để Thạch Hạo hết sức mỏi mệt, đây là trên tinh thần. Dù sao, đây chính là võ kỹ cấp độ cực kỳ cao, lấy thực lực trước mắt của Thạch Hạo cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Nhưng, mỏi mệt là có thể vượt qua, là có thể kiên trì. Thạch Hạo theo gió vượt sóng, tại trong bể khổ ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Cái này chú định hắn không có khả năng bay quá xa, nhưng không sao, Lần này hắn cũng không phải là muốn đem bể khổ mở ra đến càng rộng, mà chỉ cần có đầy đủ không gian để xây ra đảo, thứ 10. Nếu như khoảng cách mà nhân nhi hồn trùng bay ra không đủ, như vậy hồn đảo thứ 10 tại trong quá trình khuếch trương liền sẽ phát sinh va chạm cùng đảo thứ 9, kết quả duy nhất chính là hai đảo đều hủy, tu vi rơi xuống đến 8 đảo, khả năng cái đời này cũng chỉ có thể như thế. Cho nên nói, cực hạn há lại dễ phá như vậy. Bất chấp nguy hiểm là nhất định động một tí liền cũng có thể để cho thiên tài biến thành hạng soàng xính, vạn kiếp bất phục. Chỉ là một hồi, Thạch Hạo liền cảm thấy mỏi mệt đến không cách nào miêu tả, chỉ nghĩ lập tức dừng lại ngủ say. Thế nhưng là, hắn phỏng đoán một cái, khoảng cách hắn bay ra vẫn là không đủ, hiện tại nếu xây dựng hồn đảo, sau này vẫn còn sẽ phát sinh va chạm cùng đảo thứ 9. Kiên trì, kiên trì một chút nữa. Oanh, thiên địa kinh lôi càng thêm cuồng bạo, luồng sức mạnh to lớn từ nơi sâu xa kia, cũng càng ngày càng mạnh, lại đem nhân nhi hồn trùng tiếp tục ghim xuống. a à, thạch hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vỗ một cái vào ngực, phốc, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chiến ý của hắn lại bỗng nhiên tăng vọt, nhân nhi hồn trùng liều mạng đánh ra phiên thiên ấn, dù là tiếp tục tiến lên một tấc cũng đều là tốt. Suốt cục, sức mạnh to lớn không thể đỡ, nhân nhi hồn trùng bị dìm ngập xuống dưới. Oanh, một giây sau, một tòa hồn đảo sông ra khỏi mặt biển. Mười đảo, chương 431, đấu với trời. Bang, tiếng sấm giữa thiên địa càng thêm dày đặc từng đạo từng đạo thiểm điện như là mũi tên đánh xuống đều là trong khu vực chừng mười trượng quanh người thạch hạo mặc dù thiểm điện đồng thời không có bổ chúng hắn nhưng đá vụn bị đánh bay lên lại là hướng về phía thạch hạo đánh qua tốc độ cực nhanh thạch hạo hiện tại lại không thể trốn tránh lập tức ba 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 hắn liên tục bị oanh chúng còn tốt hắn mặc chiến giáp có thể triệt tiêu lực lượng nhận vào trong thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng cái gì nhưng tốc độ đá vụn oanh kích thực sự quá nhanh tập trung như mưa để năng lượng của chiến giáp tiêu hao rất nhiều, không mất công phu bao lâu, năng lượng tích xúc bên trong chiến giáp liền hao hết, mà trong đó mặc dù khắc trận tụ năng lượng, nhưng tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa lại quá mức chậm chạp, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc đã mất đi tầng bảo vệ này, thời điểm đá vụn lại đánh tới, vậy liền rắn rắn chắc chắc oanh tới trên người thạch hạo, chiến giáp vẫn có tác dụng bảo vệ cường đại như cũ, để đá vụn không đến mức đem thân thể thạch hạo đều là xuyên thủng, nhưng đã mất đi hiệu quả hóa lực một kích này cũng đủ để thạch hạo đau đến trực nhe răng. Mẹ nó, thiên địa cũng sẽ gian lận, hắn không có đụng tội ác tài trời, thiên địa liền không cách nào oanh kích lôi vào chính hắn, nhưng bây giờ thiểm điện mặc dù không có oanh chúng hắn, lại khơi dậy đá vụn thành phiến, vẫn như cố tạo thành đả kích thật lớn đối với hắn. Cái này quá phận a, hắn là đột phá bằng vào bản lĩnh, dựa vào cái gì muốn làm nhiễu hắn như vậy. Hồn đảo của hắn mới vừa vận hình thành, bây giờ bị oanh kích như thế, hồn đảo thứ 10 càng là lung lay muốn đổ, có dấu hiệu sụp đổ. Thạch Hạo vội vàng bảo vệ cho tâm thần, thậm chí, hắn từ bỏ phòng ngự, đem hết thảy lực lượng đều đặt ở bên trên làm vững chắc hồn đảo. Chỉ cần hồn đảo vững chắc, thiên địa tự nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào hắn, bởi vì không có hiệu quả. Phốc, lực lượng của đá vụn quá lớn, một kích lại một kích đập tới, để Thạch Hạo khó chịu thổ huyết. Tạp, 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 hắn rõ ràng cảm giác được, xương sườn của chính mình đã là đứt mất tận mấy cái. Phải biết, lúc trước hắn tu là bá thể thuật, luyện thêm cử tử thiên công thể phách có thể nói là vô cùng cường hoành hiện tại thế mà bị mấy khối đá vụn đánh cho xương cốt đều là gãy đứt có thể thấy được lực trùng kích mà hắn phải thừa nhận là đáng sợ đến cỡ nào dựa vào ta đều đã phá vỡ cực hạn thành tựu mười đảo còn muốn nhằm vào ta phải biết hồn trùng vượt biển trước đó cũng không phải là trong bể khổ sinh ra hấp lực muốn đem hồn trùng kéo xuống mà là một loại lực lượng sâu xa thăm thẳm nào đó ở giữa thiên địa lúc này thạch hạo đều không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đây tuyệt đối là quy tắc áp đảo cao hơn hết thiên địa. Chỉ bất quá, lúc trước hắn chỉ là chín đảo, cho nên quy tắc thiên địa cũng đến theo quy củ, không thể vận dụng lực lượng quá cường đại, nếu không, trực tiếp lấy lực lượng cấp bậc trúc thiên thê đến chân áp, thạch hạo nhất định cái gì cũng không làm được. Cực hạn là dùng để đánh vỡ, đương nhiên cũng phải phù hợp với hiện thực, nếu không ngươi để một cái chín đảo đi đánh vỡ cực hạn của trúc thiên thê, điều này có thể sao? Chống lấy áp lực lớn như vậy, Thạch Hạo xây ra đảo thứ 10, theo lý mà nói, hẳn là hết thảy đều qua. Nhưng bây giờ thiên địa lại vẫn liên tiếp nhằm vào hắn, đây cũng là cái quỷ gì? Nhưng khóc lóc kể lể có hữu dụng không? Thạch Hạo chỉ có phần cắn răng kiên trì, đều đã tới mức độ này, hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. 10 cực, tầng 10, 10 đảo, hắn đem cực hạn của mỗi cái cảnh giới đều phá vỡ, lại thế nào cam tâm lúc tại đỉnh phong bị người ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống đâu này? Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, Thạch Hạo cắn răng thống khổ trên thân thể để gân xanh trên trán hắn trực nhảy, mồ hôi liền như nước mưa mà lăn xuống, nhưng thân thể của hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn tuyệt không cam chịu tầm thường, cùng với việc qua loa công việc, không bằng oanh oanh liệt liệt liều một lần. Ba, ba, ba đá vụn vẫn còn đang đánh kích, xương cốt bị cắt đứt của thạch hảo càng ngày càng nhiều, cả người cũng giống như đã thành huyết nhân, trên người cơ hồ không tìm được một khối thịt tốt. Oanh, lôi đình cuồn cuộn, uy lực này thực có khả năng oanh sát đại năng trúc thiên thê, nhưng bây giờ, cái này lại chỉ là dùng cho đe dọa. Nếu như đổi thành một người khác, dù là có ý chí kiên định hơn, chỉ sợ cũng phải tâm thần hoảng sợ, có phải là nên từ bỏ, không cần đi kích nộ thiên địa. Nhưng Thạch Hạo lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Võ giả tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, vốn là đối nghịch cùng thiên địa, khác biệt là ở chỗ, tại phía dưới cảnh giới cố định, quy tắc thiên địa cũng sẽ mở một mặt lưới, không giống hiện tại, quả thực chính là động nổi giận lôi đình, thể phải đem Thạch Hạo ngăn cản vết thương trồng chất sau lưng, là hồn đảo thứ 10 đã vững chắc, lớn mạnh, khoảng cách triệt để thành hình chỉ kém một tia. Phốc, một cái đá nhọn đánh tới, càng là đem phần cổ của thạch hạo xuyên thủng, lập tức, đại lượng máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, kém một chút xíu liền phá hủy khí quản. Nếu quả thật bị làm hỏng khí quản, vậy cho dù thạch hạo đã đạt đến bỉ ngạn, nhưng vẫn là cần không khí mới có thể sống sót, nhiều lắm chính là năng lực nín thở cường hãn một chút, một hơi nén đến hơn 2-3 ngày cũng không tính là chuyện. Nhưng, trung quy vẫn là cần hô hấp, trừ phi đã tới đại tế thiên, vậy lúc đó cấp độ sinh mệnh sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là ném đến bên trong vũ trụ tĩnh mịch lạnh buốt, cái kia y nguyên cũng có thể không chết. Còn kém một chút xíu, Thạch Hạo cắn răng, thần giác của hắn đã bắt được, lại một viên đá vụn đang hướng phía hắn bay vụt mà đến, mục tiêu thì là nhắm thẳng vào trán của hắn. Đây là muốn phá nát hồn hải của hắn a. Phút, trong nháy mắt đá vụn đánh tới, Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào bên trên đá vụn, ba, lập tức, đá vụn vỡ nát. Hồn đảo thứ 10 đã hoàn toàn vững chắc, 10 đảo thành, thạch hạo vươn người đứng dậy, mà lôi đình đầy trời cũng thoáng cái biến mất sạch sẽ. Hồn đảo vững chắc, lấy tiêu chí thạch hạo đã chân chính bước vào 10 đảo, hoàn thành đánh vỡ cực hạn, cho nên, thiên địa cũng có quy củ phải giữ, không thể không dừng lại. Cái lão tặc thiên này, một ngày nào đó ta sẽ đem người đâm ra một cái lỗ thủng. Thạch hạo nói ở trong lòng, cái này từ nơi sâu xa có thiên ý, hắn cũng không hề nói ra, nếu không sau đó sẽ bị thiên địa nhầm vào, để vận khí của hắn kém đến cực hạt, vĩnh viễn cũng không chiếm được một viên linh quả, một gốc linh dược. Hắn lấy đan dược ra nuốt vào, để khôi phục thương thế. Còn may, hắn chịu đều là bị vết thương ngoài da, cái này khôi phục rất nhanh, chính là gãy xương cần một quãng thời gian mới có thể khép lại. Không việc gì, hắn đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều đan dược chữa thương, hiện tại chỉ cần uống thuốc là được rồi. Từng viên đan dược nuốt vào như là đường đậu. Thương thế của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà khôi phục. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Thạch Hạo thở dài. Người khác đột phá có thảm như vậy sao? Nhìn xem, xương cốt trên người hắn hầu như đều muốn gãy hết rồi. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy một khối thịt tốt. Người không biết khẳng định cho là hắn vừa mới trải qua một tràng đại chiến mà không phải vừa đột phá cảnh giới. Hắn vốn định thử một chút chiến lược của người đảo, nhưng xương cốt vừa mới nối liền, không thích hợp dùng sức, vẫn là kiềm chế một chút đi. Bất quá, chiến lược tạm thời không thể kiểm tra, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn xúc tu của hắn có thể mở rộng đến chừng 10 trường. Đánh phá cực hạn, linh hồn lực phóng đại, đây là tự nhiên. Nhưng để thạch hạo động dung chính là, bên trong khu vực 10 trường này, hắn đã nắm giữ hoàn toàn năng lực nhận biết. chương 432, lĩnh vực, trước đó, linh hồn xúc tu của thạch hạo cũng có thể tiến hành cảm giác. Tỷ như trước đó hắn tại sòng bạc thi thố tài năng, chính là bởi vì linh hồn xúc tu có thể mò chính xác điểm số, nhưng hiệu quả bây giờ thì là tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Tại bên trong khu vực 10 trượng của hắn, bất kỳ cái gió thổi cỏ lay gì đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Gió trên đất, lá cây khẽ rung, con kiến đang di chuyển một hạt gạo, thậm chí hắn còn nhìn thấy, dưới nền đất, con run tại ủi động lên bùn đất. Rõ ràng là cách bùn đất, mắt thường không cách nào xuyên thấu a. À. Lại nhìn một chiếc lá, thạch hạo có thể đem chi tiết của nó phóng đại vô hạn, mạch văn bên trong lá cây kia đều là rõ ràng rành mạch thậm chí, khi lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung, cái con kiến đang di chuyển hạt gạo kia cũng là đình chỉ vận động. Đây không phải là do Thạch Hạo nắm giữ năng lực để thời gian ngừng lại, mà là suy nghĩ của hắn vận chuyển đạt đến mức độ nhanh chóng kinh người, có thể lấy phân tích nhanh siêu cao vật cùng chuyện tại bên trong cái phạm vi này. Có thể nói, tại bên trong 10 trượng này, Thạch Hạo phảng phất đã trở thành thần linh, tối thiểu tại cảm giác phương diện thì là như thế. Lĩnh vực, Thạch Hạo kinh ngạc, thì thào nói, đến đại tế thiên võ giả liền có thể hình thành lĩnh vực tại bên trong lĩnh vực này thân thể võ giả phảng phất như được kéo dài cho nên nhất cử nhất động đều không thể trốn qua cảm ứng của võ giả dù là phía đưa lưng về cũng như tận mắt nhìn thấy lại đến một bậc thang lĩnh vực còn có thể nắm giữ năng lực mới làm cho võ giả càng ngày càng tiếp cận thần linh nhưng mà thạch hảo hiện tại chỉ là bỉ ngạn thế mà liền nắm giữ lĩnh vực mà đại tế thiên mới có thể nắm giữ mặc dù đây cũng không phải là chiến lược trực tiếp nhưng cảm giác được toàn bộ bên trong phương viên người trượng cái này dùng tại bên trong chiến đấu uy lực sẽ kinh người cỡ nào tối thiểu muốn đánh lén ta khó như lên trời thạch hạo lộ ra nụ cười cảm giác toàn bộ quá nghiêu bức đây chính là mười đảo thạch hạo nằm xuống yên tĩnh dưỡng thương vì miễn cho đưa tới phiền phức hắn lại còn tiến vào dưới mặt đất ngược lại bế hô hấp một lần chí ít có thể tiếp tục mấy ngày còn nếu là tiến vào trạng thái chết giả cái thời gian kéo dài kia sẽ còn càng dài nhoáng một cái ba ngày đã đi qua, bành, bùn đất phá vỡ, thạch hạo phóng lên trời mà ra. Thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt, người bên ngoài, dù là có ăn hết nhiều đan dược như vậy, nhưng cũng không thể hồi phục nhanh như vậy, nhưng thạch hạo lại khác, hắn tu luyện bá thể thuật cùng cử tử thiên công, thể phách vô cùng cường hoành, sức khôi phục cũng là kinh người vô cùng. Cho nên, ba ngày thời gian là đủ, dù sao cũng không có thương tổn đến căn cơ võ đạo. Thạch hạo đổi một bộ y phục, sau đó trở lại chỗ vạn cổ thạch, hắn không có kiểm tra chiến lực bây giờ của mình, bởi vì có vạn cổ thạch A, đây không phải đối tượng kiểm tra tốt nhất sao. Ba ngày đi qua, người bên vạn cổ thạch lại thiếu đi rất nhiều, thiên kiêu có thể lên bảng cũng gần như đều đã khảo nghiệm qua, lưu lại thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Nhưng cũng có chút người còn đang quan sát, nói không chừng có chút thiên kiêu còn đang làm nhiệm vụ, vẫn còn chưa qua đến đâu này. Dù sao, mỗi một lần bí cảnh tử thanh mở ra, thời gian kéo dài kia là tương đối tương đối dài. Chết đi! Bên trong một tiếng quát chói tai, chỉ thấy Từ Doãn bỗng nhiên giết tới đây. Mặt mũi gã tràn đầy vẻ giận dữ, chém tới một kiếm. Thạch Hạo nghênh ngang tới như vậy, Từ Doãn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện, lấy hận ý của gã đối với Thạch Hạo, khẳng định là cái thứ nhất ra tay rồi. Chỉ là chín đảo, trước đó nếu không phải có quan hệ với đầu lĩnh thổ phỉ, gã đã sớm đem người tiêu diệt. Hiện tại nha, một kích giải quyết, để ngươi phách lối, để ngươi dám đối phó với ta. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng lấy cửu trọng sơn ra, hướng về phía tử doãn vung chém mà đi. Dưới tình huống bình thường, kiếm khách là sẽ không ngạnh kháng với đao khách, bởi vì kiếm đi nhẹ nhàng, loại ngạnh kháng này đối với người dùng kiếm quá mức ăn thiệt thòi. Nhưng tử doãn lại không hề có ý nghĩ biến chiêu, gã chính là lục tướng, chiến lực hoàn toàn nghiền ép thạch hạo, còn cần phải né tránh sao. Vui vẻ, đinh, trường kiếm đón nhận cửu trọng sơn, một đạo tia lửa bắn ra, sau đó diễn hóa thành quang mang vô cùng sáng chói. Sau đó, liền thấy một bóng người từ bên trong quang mang ngã ra. Từ doãn, mặt mũi gã tràn đầy đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, bởi vì tại dưới một kích đối kháng, gã lại là rơi vào hạ phong. Trời à, mặc dù nói, đao kiếm ngạnh kháng, khẳng định là người dùng kiếm sẽ ăn thiệt thòi, nhưng, gã có ưu thế cảnh giới A, hơn nữa còn là nghiền ép về cấp bậc, cho nên, dưới một kiếm chém xuống của gã, thạch hạo hẳn là bị sinh sinh chém bay mới đúng. Thế nhưng là, bị đẩy lui lại là chính mình. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng bị đẩy lui, nhưng rõ ràng không có chật vật như gã. Làm sao có thể chứ? Cái này mới mấy ngày a, à, thực lực của đối phương thế mà liền cùng ngang hàng mình rồi. Ngươi đột phá? Từ Doãn hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải như thế, làm sao có thể giải thích thực lực đột nhiên tăng vọt của Thạch Hạo đâu này? Thạch hảo mỉm cười, ta đã nói lần sau lúc gặp lại, muốn lấy mạng chó của ngươi, đương nhiên phải tăng lên một ít thực lực. Thấy hắn thầm chấp nhận, Từ Doãn chính là vô cùng chấn động. Chỉ là nhất tướng lại có thể tương xứng cùng mình. Cái này là kém năm cái cảnh giới nhỏ A, à, hơn nữa, chính mình cũng là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Tính toán như thế, Thạch Hạo là biến thái đến mức nào? Gã cũng không biết rõ, Thạch Hạo kỳ thật cũng không phải là nhất tướng, mà là còn tại bỉ ngạn cảnh, nếu không, trong mắt của gã đều muốn rơi ra ngoài. Người thật đúng là lợi hại, mới mấy ngày, liền đã đột phá quan tự tại. Từ doãn cắn răng nói, sớm biết, khi đó căn bản không nên đi làm cái nhiệm vụ diệt cướp gì, mà là không tiếc một cái giá lớn đem Thạch Hạo diệt trừ. Hiện tại, Thạch Hạo thế đã thành, còn giải quyết thế nào? Thạch Hạo cũng không có giải thích, ân, trừ phi hắn thả ra 10 đảo, nếu không ai sẽ tin tưởng hắn còn tại bỉ ngạn cảnh đâu. Cái này cũng không trọng yếu, nên thực hiện hoang ngôn, lấy mạng chó của ngươi. Thạch Hạo hướng về phía Từ Doãn vào tới, phát động xuyên vân bộ, tốc độ của hắn lập tức tăng bão táp một mảng lớn. Hắn hiện tại, tốc độ của hắn đủ để so sánh cùng chú Vương Đình. Cho nên, từ doãn căn bản không có khả năng trốn, liền trốn tránh đều là khó khăn. Sợ người sao, từ doãn oán hận nói, huy kiếm đánh trả. Bất quá, lần này gã cũng không có ngốc mà phải ngạnh kháng cùng thạch hạo, mà là đầy đủ cho thấy kiếm linh động, một chiêu một thức, đều là như thiên ngoại phi tiên. Phải biết, gã còn là nắm giữ cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, vô luận thiên phú hay là thực lực, đều là thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. So với cao cấp nhất còn hơi kém hơn một điểm, bằng không gã cũng không đến mức không thể lên bảng. Thạch Hạo cười một tiếng, tại dưới tình huống ngạnh kháng, người đều không có chiếm được thượng phong, còn có thể đánh cùng ta sao? Hắn tiện tay vung lên, tư, từ lôi mâu oanh ra, hóa thành thiểm điện đáng sợ. Tốc độ này quá nhanh, dù là từ doãn cũng không phải là không có chuẩn bị, cũng là bị trúng chiêu, phía dưới lực lượng nguyên tố hộ thân, động tác của gã chỉ là chậm một nhịp, đồng thời không có cứng đờ. Xoát, Thạch Hạo chém tới một đao, hừ, cho là ta sẽ không đề phòng cái chiêu này của ngươi sao? Từ Doãn cười lạnh, tâm niệm vừa động, chỉ thấy sáu thanh kiếm ánh sáng đồng thời hiển hiện, phân hiện lên màu sắc bất đồng, hướng về phía thạch hạo chém bay đi. Đây là pháp tướng của ta lục tướng, người nhất tướng, cho nên, so đấu pháp tướng, ta khẳng định là nghiền ép ngươi. Thạch hạo đem tay trái chắp sau lưng, chỉ lấy một tay vung đao, lộ ra vô cùng tiêu sái. Nhưng dưới chân hắn xê dịch, tốc độ rõ ràng không phải rất nhanh, lại đem công kích đánh tới toàn bộ đều trốn thoát. Hắn nhân cơ hội phản kích, một đao gọt đến, để từ doãn lập tức chật vật trở lui. Cái này, tất cả mọi người là coi như chấn kinh lại không hiểu. chương 433, toàn trí toàn năng, thạch hạo không tiếp tục vận dụng lực lượng lôi đình, mà từ doãn lại là vận dụng pháp tướng. Cho nên theo trên lý luận đến nói, trong tình thế này, hẳn là thạch hạo rơi vào hạ phong mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải là cái dạng này. Mặc cho công kích của từ doãn hung mãnh hơn nữa, thạch hạo lại dễ dàng liền có thể tiêu trừ, không thể kén chọn khẩu vị, ngự lực vừa đúng chỗ tốt, phán đoán vô cùng tinh diệu để cho người ta quả thực đều muốn vô án khen giỏi. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Thạch Hạo làm ra ứng đối, sau đó mới phản ứng được. Nguyên lai like có thể dạng này. Nếu như nói Thạch Hạo chỉ là ỉ vào tốc độ càng mau hơn để đi trốn tránh, cái kia mọi người ngược lại sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng chính là bởi vì không phải a, à, thậm chí rất nhiều thời điểm Thạch Hạo căn bản là không nhúc nhích, liền đứng tại chỗ, chỉ là đẩy trường oanh quyền, liền đem công kích của Từ Doãn tiêu trừ hết cái này để người ta tiếp nhận như thế nào? gia hỏa này giống như biến thành toàn trí toàn năng mới có thể làm ra lựa chọn chuẩn xác nhất, thích hợp nhất. trời ạ, à, là người đều sẽ mắc sai lầm, mà loại chiến đấu đẳng cấp này lại là vô cùng kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt, có thể làm đến không phạm sai lầm liền đã có thể gọi là thiên tài. gia hỏa này lại là làm được hoàn mỹ. thế nhưng hắn rõ ràng không có sử dụng lực lượng, tốc độ, chiến lược cao hơn, lại vẫn cứ có thể đem từ doãn xem như khi con mà đùa nghịch. Nhiều bước quá lợi hại. T, gia hỏa này là ai? Quần chúng vây xem nhau nhau suy đoán thân phận của Thạch Hạo, nhưng nơi này có rất ít người của Đại Lục Đông Hỏa, tự nhiên không có người nhận ra được Thạch Hạo. Không vội, chờ sau khi hắn đánh bại Từ Doãn về sau, khẳng định muốn lưu danh trên vạn cổ thạch. Đúng, khi đó liền biết, mới vừa vào quan tử tại, liền có thể đối kháng với lục tướng, hơn nữa còn là dạng lục tướng như Từ Doãn này, mạnh đến mức làm cho người ta không nói được lời nào. Quá biến thái. Từ Doãn cũng đem nghị luận của mọi người thu vào bên trong tai, gã cũng không khỏi trở nên lo lắng. Gã vẫn luôn là thiên tri kiêu tử, cũng một mực bị người lấy ra làm so sánh, tỉ như người nào người nào người nào thiên tài đi nữa, lại có thể bằng một phần trăm từ Doãn sao. Nhưng lúc này đây, gã thế mà biến thành bối cảnh. Làm sao chịu nổi, gã gầm thét, hưu hưu hưu, sau đạo pháp tướng chi kiếm oanh kích càng hung hiểm hơn. Đến quan tự tại, vậy trừ phóng đại chiêu thức ra, pháp tướng chính là chiêu thuật cường đại nhất. Hiện tại từ doãn cơ hồ đã lấy ra chiến lược mạnh nhất, nhưng căn bản không làm gì được thạch hạo, ngược lại bị đối phương dùng một kích hời hợt tiện tay đánh lui, so một lần, tranh lệch thật sự là quá lớn. Từ doãn do dự, gã muốn ra đại chiêu hay không? Đây thật là chiêu liều mạng, liền tại cả thời điểm đối chiến với đầu lĩnh thổ phỉ gã cũng đều không có vận dụng, chỉ vì cái này đối với chính gã cũng có thương tổn cực lớn. Mấu chốt là, gã không xác định dù là thả ra đại chiêu, lại có thể giết chết thạch hạo không? Nếu là giết không chết, vậy gã liền muốn thua thiệt lớn bởi vậy sau khi gã cân nhắc một chút lợi và hại liền nói dừng tay thạch hạo làm sao để ý đến hắn công kích không ngừng hắn hiện tại đang sảng khoái lĩnh vực mở ra mỗi một cái động tác của từ doãn thậm chí là chi tiết nhỏ như lông mày hơi động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn dưới tình huống như vậy công kích mà từ doãn đánh ra lại thế nào có khả năng tổn thương được hắn dù là kiếm ánh sáng mà từ doãn đánh ra là cái kia thạch hạo cũng có thể tại trước khi đối phương xuất thủ liền làm ra phản ứng tiến hành trốn tránh hay là ngăn cản đây quả thực là lão tử đánh con trai dù thực lực song phương vốn là đồng dạng giờ lại xuất hiện cực đoan nghiêng về một bên từ doãn muốn ngưng chiến nói đùa cái gì lúc trước ngươi muốn giết cứ giết không cần lý do gì cũng bởi vì thạch hạo là kẻ yếu tốt hiện tại ngươi là kẻ yếu để ngươi nhấm nháp một chút cái tư vị này thấy thạch hạo không chút nào để ý tới mình từ doãn vừa thẹn vừa giận gã đường đường là thiên tài của đại lục tây nham đã chủ động ngừng chiến thạch hảo thế mà liền để ý đều không để ý tới đây quả thực là đang quất khuôn mặt gã ngươi phải biết nếu ta lấy ra đại chiêu ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết từ doãn quát quản có thể giết chết thạch hảo hay không tối thiểu trên khí thế nhất định phải đủ ta chỉ là bất quá không muốn trả giá đắt mới nguyện ý ngừng chiến ngươi không cần tự tìm đường chết đến a à, thạch hảo cười nói hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tại thời điểm đối phó với đại chiêu lĩnh vực có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng mặc dù lĩnh vực của hắn này là bản thấp phối chỉ có thể cảm giác từ doãn tức điên chỉ cảm thấy thạch hạo quá phách lối lần này lại không phải là tranh đoạt bảo vật tại sao phải bước đến gã đến tình trạng phóng đại chiêu ngươi liền không sợ chết sao thế nhưng gã nhìn thấy cái dáng vẻ kiên quyết kia của thạch hạo biết rõ lại nói cũng là vô dụng vậy thì tới đi ánh mắt của gã thoáng cái trở nên lạnh lẽo lên đã không thể tránh khỏi gã cũng không sợ một trận chiến có thể trở thành thiên tài tính cách như thế nào lại lo được lo mất khuyết thiếu quả quyết oanh trên người gã bỗng nhiên bắn ra huyết khí mãnh liệt sau đó liền xuất hiện một màn kinh người ba 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 trên người gã lại có mấy khối thịt rất xuống đây chính là đại chiêu của gã có chưa tổn thương địch đã tổn thương mình trước sau đó lúc một kiếm nữa của gã chém ra uy lực cũng là tăng vọt một mảng lớn tốc độ càng nhanh lực lượng mạnh hơn chính là pháp tướng cũng là như thế sáu pháp tướng hình kiếm hình thành một cái trận thế, hướng về phía Thạch Hạo phủ xuống. Thạch Hạo không khỏi thất vọng, đây chính là đại chiêu của ngươi. Cái này bất quá tương đương với hiệu quả ăn cuồng bạo đan, chiến lực xác thực tăng lên rất nhiều, đáng tiếc, chỉ là như thế, nhưng căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Tại bên trong lĩnh vực, Thạch Hạo chính là toàn trí toàn năng. Từng chiêu công kích đánh tới, trừ phi sắp đến tình trạng xét đánh không kịp bưng tay, để Thạch Hạo rõ ràng cảm giác được lại như cũ không kịp trốn tránh. Đáng tiếc, tối thiểu quan tự tại còn không có cao thủ như vậy. Thạch hạo như cũng nhẹ nhõm ứng đối, cùng lúc trước không hề khác nhau. Tại trong mắt mọi người, hắn liền phảng phất như một chiếc thuyền lá lênh đênh trong cuồng phong bạo vũ, rõ ràng một đạo gió liền có thể đem hắn đánh đổ, nhưng hắn cứ thế tại bên trong sóng gió tìm ra được một con đường sống, để cho người nhìn mà than thở. Này làm sao giết được, tất cả mọi người là lắc đầu, từ doãn lần này thật sự là ra không đại chiêu rồi. Rơi nhiều thiệt như vậy, Suy nghĩ một chút đều đau a. À. Từ Doãn cũng là phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng, cái đại chiêu này vừa mở liền không dừng lại được, cho nên dù là gã hiện tại muốn dừng lại giữa chừng thì tổn thương tạo thành đối với mình cũng giống như nhau. Tên đáng chết này, thế mà không cùng chính mình liều mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng mở đại chiêu ta liền không dám cương chính mặt. Lúc Từ Doãn lại là chém tới một kiếm, hắn không né nữa, mà là vận chuyển quy tắc chi võng quấn tại trên nắm tay, hướng về phía tử doãn nghênh đón. Người muốn lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng lợi kiếm của ta. Tử doãn lập tức lộ ra nét mừng, người đây cũng quá đắc ý vinh váo đi, coi là áp chế ta một cái đại cảnh giới sao, mới dám đại đại liệt liệt như vậy. Cái kia, vậy trước tiên chém một cái tay của ngươi. Nhưng mà, thời điểm quyền kiếm nhanh muốn đụng nhau, nắm đấm thạch hạo lại là nhoáng một cái, không thể tưởng tượng nổi mà xuyên qua võng kiếm, hướng về phía lồng ngực của gã đánh tới. Cái gì, từ Doãn không thể nào tiếp thu được, dưới tình huống như vậy Thạch Hạo thế mà còn có thể biến chiêu, hơn nữa nhắm thẳng vào sơ hở bên trong kiếm chiêu của gã. Tại trong nháy mắt điện quang thạch hỏa như thế, ngươi là quái vật như thế nào a? À? Chương 434, hạng 2 lịch sử, nhưng mà, Từ Doãn không rỗi rãi để đi suy nghĩ cái vấn đề này. Nắm đấm của Thạch Hạo đã đánh tới, Từ Doãn chỉ có thể đem lực lượng ngưng tụ tại ngực, đồng thời điều tập đại lượng nguyên tố. Trong nháy mắt này, gã đã tỉnh táo lại, đồng thời làm ra phân tích cùng phán đoán. Sau khi gã ngăn lại một quyền này, lập tức sẽ huy kiếm chém về phía Thạch Hạo. Gã tự tin có thể ngăn lại một quyền này của Thạch Hạo, cho nên, tiếp xuống chính là cơ hội tốt để gã phản kích. Gã vận dụng đại chiêu, lực lượng, cường độ linh hồn đều là tăng vọt một mảng lớn, cho nên, gã tự tin có thể lấy một cái giá lớn rất nhỏ ngăn lại công kích của Thạch Hạo, mà công kích của gã, ha ha, hai người hiện tại gần như vậy, Thạch Hạo lại cản như thế nào? Phải biết trước đó thạch hạo mặc dù có thể đè ép gã đánh cũng không phải là thực lực của đối phương mạnh hơn gã mà là tên kia có một sức phán đoán biến thái bành nắm đấm của thạch hạo đã đánh tới quy tắc chi võng cùng lực lượng hộ thể của từ doãn phát sinh va chạm theo từ doãn lực lượng của mình còn tại phía trên thạch hạo hơn nữa còn điều dụng hoàn toàn lực lượng nguyên tố bởi vậy bất luận nhìn thế nào gã đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại một quyền do thân thể huyết nhục đánh ra này người muốn dùng binh khí cái kia nói không chừng là kiện linh khí vô cùng cường đại, còn muốn cân nhắc yếu tố này. Chết đi, gã đã chuẩn bị phản kích nhưng lại cảm thấy ngực đau xót, sau đó cả người cũng bay. Lực lượng của đối phương thế mà lớn như thế? Không 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 không, không phải lực lượng của Thạch Hạo mạnh đến không thể đối kháng, mà là lực lượng của gã đang cấp tốc rơi xuống, giống như đâm nổ thủy cầu, toàn bộ đều tiết sạch sẽ. Gã cúi đầu vừa nhìn, thình lình phát hiện, ngược thế mà nhiều thêm một cái động. Đây là bị Thạch Hạo sinh sinh đánh ra làm sao có thể chứ? Thực lực của gã còn tại phía trên thạch hạo, toàn lực bố phòng thế mà vẫn là bị một kích oanh nát, để gã làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, gã vận dụng đại chiêu vốn là bị đại thương nguyên khí, lại thế nào chịu được oanh kích như thế? Người gã chỉ hướng thạch hạo, nhưng chỉ là nói ra một chữ, đại lượng tinh khí sinh mệnh đã theo vết thương nơi ngực tràn mất, gã chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối, đã vĩnh viễn mất đi ý thức. Thiên kiêu có thể nói là cấp bậc đỉnh tiêm của đại lục Tây Nham, liền uất ức như thế mà chết rồi, thậm chí liền người giết chết gã kêu cái gì cũng không biết. Là gã không đủ mạnh sao? Không phải, mà là Thạch Hạo mạnh hơn. Mọi người đều là nhìn về phía Thạch Hạo, mà có mấy cái cường giả bổ thần miếu cố ý lưu lại càng là sáng rực ánh mắt, đây là một cái nhân tài đáng để đào tạo. Bọn họ lưu lại ở nơi đây, không phải liền là muốn tìm kiếm nhân tài như vậy sao? Bất quá, bọn họ đồng thời không có vội vã tiến lên mời chào Thạch Hạo, mà là muốn nhìn bài danh của Thạch Hạo ở trên vạn cổ thạch, cũng dễ quyết định mở ra bảng giá như thế nào đương nhiên có thể lưu danh trên vạn cổ thạch căn bản không cần là bảng tổng lịch sử chỉ cần lưu danh bên trên bảng danh sách khóa này liền đáng giá bọn họ bỏ một cái giá lớn đi móc người thạch hạo quét qua thi thể từ doãn một chút sau đó liền không tiếp tục nhìn nhiều chính như lúc trước hắn nói chỉ cần cảnh giới tương đương hắn giết từ doãn giống như làm thịt gà hiện tại hắn vẫn là thấp hơn một cái đại cảnh giới nhưng ai để hắn đột phá mười đảo tu ra lĩnh vực nắm giữ đại chiêu biến thái như quy tắc chi võng đâu này. Hắn hướng về phía vạn cổ thạch mà đi đến, lập tức, người người đều là tràn ngập tò mò, không có người hoài nghi thạch hạo sẽ không có cách nào lên bảng, bọn họ muốn biết chính là thạch hạo có thể vò tới thứ mấy đi. Trước 10, trước 3, thậm chí hạng nhất, thạch hạo ngừng lại, hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía vạn cổ thạch đánh ra một quyền. Không có sử dụng bất kỳ đại chiêu nào, vô cùng đơn giản. Bành, một kích xuống dưới, bên trên vạn cổ thạch lập tức xuất hiện một cái quyền động kém chút để toàn bộ tay thạch hạo đều là đi vào mất Phốc, lập tức thật nhiều người đều là phun ra ngoài bọn họ đã xem qua bao nhiêu người đánh vào vạn cổ thạch rồi mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không có cách nào lưu vết ở phía trên nhưng nơi này xác thực xuất hiện mấy cái thiên tài cấp độ nghịch thiên làm được lưu ấn trên đá lưu danh trên bảng thế nhưng là người ta tối đa cũng chỉ là lưu lại một đạo vết khí nhàn nhạt, nhạt nào có giống như thạch hạo vậy muốn nói thực lực tuyệt đối nơi này có rất nhiều người có thể miểu sát thạch hạo nhưng nói đến chiến lược tương đối thạch hạo không biết muốn so với cái gọi là thiên tài kia vượt qua gấp bao nhiêu lần quả nhiên vạn cổ thạch lập tức mềm hóa để thạch hạo có thể dễ dàng lưu danh viết cái gì tên đâu này thạch hạo nghĩ nghĩ hắn quyết định không lưu bản danh ân nguyên tắc làm người của hắn là người không phạm ta ta không phạm người người nào chọc ta ta sẽ hóa thân tu la máu chảy thành sông tốt hắn duỗi ngón, tại trên vạn cổ thạch viết xuống hai chữ tu la thật nhiều người thấy được, ai cũng thì thào thì thầm. mau nhìn, mọi người lập tức đem ánh mắt xê dịch về phía bảng xếp hạng, chỉ thấy hai chữ tu la thình lình xuất hiện ở vị trí thứ nhất. đệ nhất la đã rớt xuống thứ hai đi, trời ạ, à, gia hỏa này tùy ý ra một quyền thế mà liền đè xuống thiên kiêu đương đại vinh đăng thứ nhất. ngươi, các ngươi lại nhìn tổng bảng lịch sử, có người chỉ hướng cái tổng bảng lịch sử kia, tê lập tức một mảnh thanh âm hít ngược khí lạnh, bởi vì biệt danh của Thạch Hạo đã vào tới hạng chính lịch sử. Hạng chín lịch sử A, đây là khái niệm gì? Từ xưa đến nay nhiều thiên tài như vậy, Thạch Hạo có thể xếp tới vị trí thứ 9, mà cái này vẫn chỉ là kết quả một quyền tùy ý của hắn. Mẹ nó, mấy cái bổ thần miếu kia cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cố thủ ở chỗ này, cũng chỉ là muốn thử thời vận, cũng không phải thực đến cho rằng nhất định có thể gặp phải thiên tài ưu tú. Nhưng còn bây giờ thì sao? bọn họ chấn kinh đến rối tinh rối mù, thứ nhất đương đại, thứ chín lịch sử, dạng thiên tài này nhất định phải chiêu nhập tông môn của mình, chỉ cần có thể để thạch hạo trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhìn xem cổ sử vân liền biết, khi đó đè ngang trúc thiên thê mới cũ, dẫn tới vạn tông triều bái, đó là vô địch đương đại chân chính A. Thạch hạo liền có dạng tiềm chất này, bất quá, thấy thạch hạo còn có hai kích không có đánh, bọn họ liền cũng không có vội vã xuất động. Nhìn nhìn lại, hắn có thể xông đến thứ hạng cao hơn hay không? a à, chính mình thế mà chỉ xếp tại thứ 9 lịch sử. Thạch hạo hơi kinh ngạc, mặc dù hắn đồng thời không có sử dụng bất kỳ đại chiêu nào, nhưng chiến lược thông thường của hắn đoán chừng có thể oanh sát thất tướng bát tướng, cái này là nhảy bao nhiêu cảnh giới. Trong lịch sử, chỉ ít có 8 người đạt đến độ cao như thế, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Ánh mắt thạch hạo không khỏi sáng lên, những thiên kiêu này thật nhiều cũng đã là lịch sử, dù không có thành lịch sử, vậy ít nhất cũng là nhân vật ngàn năm trước, đã sớm trở thành đại năng một phương. Hắn không có khả năng giao thủ cùng người chết hay là những đại năng như thế, nhưng, thông qua vạn cổ thạch đến so chiến lược cùng dai một lần, cái kia cũng vẫn có thể xem là một loại vui thú. Tới, thạch hạo nghĩ nghĩ, hắn vận chuyển ra quy tắc chi võng, bao khỏa tại trên nắm tay, sau đó vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về phía vạn cổ thạch đánh tới. Trên bảng xếp hạng đương đại, bài danh của thạch hạo không thay đổi đã là đệ nhất, còn biến thế nào? Nhưng ở trên bảng danh sách lịch sử, bài danh của hắn thì là hưu 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 trực vọt, đi tới vị trí thứ hai. a à, Thạch Hạo kinh ngạc, cái này đều không thể vượt qua cổ sử vân. Hắn mặc dù biết cổ sử vân yêu nghiệt, nhưng đó đều là xây dựng ở trên truyền thuyết, câu chuyện, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì là một cái khái niệm mười phần mơ hồ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, cổ sử vân xác thực châu bò. mươi 435, không, đệ nhất, hạng hai lịch sử. Một màn này đương nhiên đã bị tất cả mọi người nhìn thấy, bọn họ đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Trước đó bọn họ nhìn thấy một kích tùy ý của Thạch Hạo liền leo lên bảng xếp hạng, thậm chí có thể vinh hàng thứ 9, liền biết rõ bài danh của Thạch Hạo còn có thể cao hơn, nhưng khi thật sự nhìn thấy Thạch Hạo xông lên hàng thứ hai lịch sử, vẫn là để bọn họ bị dọa đến run rẩy. Đây là yêu tài cỡ nào? Quả thực là muốn sánh ngang với cổ sử vân, lão cổ là ai, là kỳ tài quét ngang thiên hạ, có thể làm cho vạn tông triều bái, Hết thảy cổ kim còn không có người thứ hai làm đến được. Cho dù là hiện tại trên Đại Lục Nam Mộc, cái tên cổ sử vân này cũng vẫn là điều cấm kỵ. Tùy tiện nhắc lên, có thể sẽ bị người nhầm vào. Vị tu la trước mặt này chính là quái vật gần với cổ sử vân. Những cái cường giả bổ thần miếu lưu lại kia đều là vô cùng kích động, nhắc tới thu hoạch lớn nhất khi tiến vào bí cảnh tử thanh là cái gì? Chính là nhận được tên thiên tài này a. À. Gần với cổ sử vân, thạch hạo nhướng mày, cái này đều không thể vượt qua lão cổ chẳng lẽ muốn dùng phiên thiên ấn? Thạch Hạo lắc đầu, loại bộc phát này không thể coi như là chiến lược bình thường của hắn. Hơn nữa, nếu đột nhiên lực lượng, tinh thần đều hao tổn hết, nơi này người nào đều chỉ cần nhẹ nhàng cho một kích, chính mình liền muốn xong đời. Đem tính mệnh ký thác vào bên trên sự lương thiện của người khác. Thạch Hạo mới sẽ không ngốc như vậy. Tốt, Thạch Hạo bắt đầu ngưng tụ kích thứ ba. Còn muốn đến, đó là dĩ nhiên, đã là thứ hai lịch sử, vậy khẳng định muốn vấn đỉnh đệ nhất. Bất quá, không đùa xác thực không đùa, cổ sử vân cũng không phải là nghiêu bức bình thường. Có thể nói như vậy, yêu nghiệt thiên hạ là một tầng, bản thân cổ sử vân lại là một tầng, căn bản không ở tại bên trên cùng một cái cấp độ. Ân, mạnh hơn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể tại thứ hai, khuất tại phía dưới cổ sử vân. Thật nhiều người đang thì thầm nói chuyện, đều cho rằng thạch hạo không có khả năng vượt qua cổ sử vân, kia là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, căn bản không phải người nào cũng có thể so sánh. Đi, thạch hạo đấm ra một quyền, trên nắm tay chẳng những quấn lên quy tắc chi võng, còn đem tử lôi mâu cũng tế ra, thậm chí, một đoàn hỏa diễm kinh khủng cũng là đang nhảy lóe hỏa phần thương khung. Một lần đánh ra ba loại đại chiêu, có thể nói, trừ phiên thiên ấn ra, đây là bạo phát lớn nhất của thạch hạo. Bành, một kích oanh trên vạn cổ thạch, trực tiếp ném ra một cái hố to. Phốc, thật nhiều người đều là phun ra ngoài, mẹ nó, ném ra một cái hố to, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông trời à, đây tuyệt đối không phải là thật sự. Má ơi, thật nhiều người đều là ôm đầu lộ ra vẻ tuyệt đối khó tin. Nhìn lên tổng bảng lịch sử, tên của Thạch Hạo thình lình tăng lên một ô. đệ nhất cái tên đại yêu nghiệt cổ sử vân ép tới tất cả mọi người đều là không thở nổi, chỉ có thể xấu hổ không bằng đã rơi xuống hạng hai. Cùng tên của Thạch Hạo vừa vặn trao đổi một cái. đệ nhất từ xưa đến nay ngang đè cổ sử vân tê tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh. Mặc dù nơi này có quá nhiều người có thể một cái tát đánh chết Thạch Hạo, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, Thạch Hạo chắc chắn sẽ trở thành bá chủ, loại tình cảnh hưng thịnh vạn tông triều bái kia cũng có thể có thể trình diễn lần nữa. Ông trời, ông trời, ông trời a, à, thật nhiều người đều là sinh ra ý muốn giao hảo cùng Thạch Hạo, ngày hôm đó sau khi nhiều ra một vị cường giả vô địch trúc thiên thê bảo kê, tại Vân Đính Tinh chẳng phải là có thể xông pha. Nhưng cũng có chút người lộ ra hung quang, hiện tại Vân Đính Tinh mặc dù là do đại lục Nam Mộc độc đại, nhưng thế lực trên phiến đại lục này, cường giả cũng kiềm chế lẫn nhau, đồng thời chưa từng xuất hiện cái một tông nào, một cái môn nào có hiện tượng độc đại, nhưng một khi thạch hạo đắc đạo, cái thiên hạ kia chỉ sợ đều muốn lấy hắn là chủ. Ai nguyện ý ở trên đầu chính mình đột nhiên nhiều thêm một cái đẻ đâu. Không bằng thừa dịp thời điểm thạch hạo hiện tại còn nhỏ yếu, trước tiên đem hắn xử lý. Ai bảo tiểu tử này không phải là người của tông môn mình đâu. Hơn nữa, người cũng quá không biết thu liếm, nắm giữ thiên phú khủng bố như vậy, thế mà liền đại đại liệt liệt bại lộ ra, không nhìn chằm chằm ngươi thì lại nhìn chằm chằm người nào. Thạch Hạo tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy, nhưng hắn cùng cổ sử vân là đi ra từ cùng một cái hòn đảo, không hề có bối cảnh, cũng bị người đuổi theo cái mông truy sát, cuối cùng còn không phải lại trở thành mạnh nhất thiên hạ sao. Cho nên, Thạch Hạo không ngại bị người để mắt tới, cái này có thể hóa thành động lực của hắn, hơn nữa, chờ thực lực tăng lên, quay đầu liền đem cửu ra diệt, đó cũng là một việc rất thoải mái. Bằng không thì tu luyện một chút lại một chút, rất không ý tứ thời gian thoáng tới trước một điểm, ngoại giới. Ha ha, các người xem, cái số 324 của trình gia kia đã rất xuống hạng hơn 70, chỉ sợ rất sắp té khỏi bảng xếp hạng. Ai, quả nhiên là cái gia hỏa dựa vào vận khí, đến chỗ vạn cổ thạch, là khảo nghiệm thực lực chân chính, hắn liền lộ ra nguyên hình. Được rồi, chỉ là một tên tiểu bối của trình gia, có gì đáng chú ý? Ừm, ta hiếu kỳ chính là, cái là này là ai, lại thoáng cái sông đã lên thứ nhất của bảng xếp hạng, đem những người hạ mộng âm, hứa hoàn kia đều là dẫm tại dưới chân, thật sự là lợi hại. Ta đoán không phải là cái tông môn nào, nếu không, khẳng định muốn đem tên tông môn mang lên. Đúng, đây chính là cơ hội tốt để mở rộng lực ảnh hưởng của tông môn, tuyệt không có khả năng bỏ qua. Người này nếu triển lộ thân phận, khẳng định sẽ bị từng cái thế lực cướp bể đầu. Kia là tất nhiên, ồ, ngóa, ông trời à, đột nhiên, trong đám người bạo phát ra kinh hô, dẫn tới những người khác nhau nhau nhìn quanh, đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn họ cũng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trên bảng xếp hạng là đã đã bị chen đến vị trí thứ hai, mà Tu La số 324 của thành cửu ngô thì là thay vào vị trí thứ nhất. Nhưng, sau khi hàng chữ này lấp lóe một lúc, liền biến thành hai chữ Tu La thật đơn giản. Mẹ nó, lên đỉnh, lực áp la, trở thành tồn tại có tiềm lực cao nhất bên trong thí luyện giả lần này. Người trước đó chào phúng thạch hạo nhất thời Á khẩu không trả lời được, đỏ mặt như đít khỉ, Mới vừa rồi còn nói Thạch Hạo không được, chỉ là vận khí tốt mà thôi, nhưng kết quả đâu? Người ta trực tiếp chạy đến, trọng đoạt vị trí đứng đầu bảng. Điều này nói rõ cái gì? Người ta chỉ là bắt đầu chỉ là đến Vạn Cổ Thạch Kiểm tra muộn một chút, cũng không phải là không có tư cách lưu danh. Không không không, hắn trọng đoạt thứ nhất, cũng không thể nói rõ thiên phú của hắn chính là thứ nhất. Có người còn ổ chỗ kia biện luận, đúng đúng đúng, người rèm pha khác Thạch Hạo cũng là phụ họa, lúc trước điểm ban thưởng của hắn thứ nhất, cho nên lần này hắn cũng không cần thiên phú thứ nhất chỉ cần đồng thời hoàn thành mấy cái nhiệm vụ phía dưới cái tích lũy kia tổng điểm vẫn là thứ nhất thật nhiều người đều nhìn về phía bọn họ thần sắc có chút coi nhẹ ha ha tên của người nọ xuất hiện biến hóa nói rõ hắn đã lưu danh trên vạn cổ thạch mà có thể lưu danh trên vạn cổ thạch thiên phú của người nọ còn phải nói gì nữa sao có người ung dung nói cái này lập tức liền để đám người tiếp tục rèm pha thạch hạo phải nhao nhao ngậm miệng lại đúng vậy a à. Cho đến bây giờ, tổng cộng mới có 72 người sửa lại tên, những cái khác tất cả đều là mang theo số đuôi tên 1234, như vậy, cho dù Thiên Phú Thạch Hạo lại kém, tối thiểu cũng là trong 72 tên. Xếp tại trong 72 người của toàn bộ đại lục, cái này còn chưa đủ như bức sao? Chương 436, Đầu tư. Thạch Hạo nhìn Vạn Cổ Thạch, rất lâu sau đó, hắn lộ ra vẻ thất vọng. Dựa vào, cứ như vậy hết rồi, ta hiện tại thế nhưng là vạn cổ đệ nhất a như thế nào không có điểm ban thưởng. Dù thế nào ngươi cũng cho ít đồ a. À. Thạch hạo ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, hắn thở dài, đã như vậy, vẫn là đi thôi. Tiểu huynh đệ, lúc này, cường giả bổ thần miếu canh giữ ở bên cạnh liền nhau nhau đi tới. Gia nhập thái hoa tông chúng ta đi, cái linh khí linh dược gì đều là mở rộng cung ứng. Không, vẫn là đến cửu âm cốc chúng ta đi, chúng ta thế nhưng là bài danh tồn tại trước 10 của đại lục Tây Nham. Ha ha, Tam phong tông chúng ta tại đại lục Nam Mộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vẫn là gia nhập chúng ta đi. Ánh mắt của những cường giả bổ thần miếu này đều là nhiệt huyết, chỉ cần nhận được thạch hạo, lại toàn lực đầu tư, như vậy chờ cái ngày thạch hạo bước vào trúc thiên thế đó, chính là một khắc tông môn của mình uy chấn thiên hạ, độc dẫn phong tao. Vạn tông triều bái A, đây là làm cho nhân tâm chỉ hướng về cỡ nào. Vinh quang lớn nhất của tông môn, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi thạch hảo thì là ái náy cười một tiếng đa tạ ý tốt của các vị tiền bối bất quá tại hạ đã có sư thừa nếu là không được lão nhân gia ông ta đồng ý tự tiện gia nhập tông môn khác sư tôn tuyệt đối sẽ không tha cho ta a à, có sư thừa rồi bất quá hẳn là độc hành hiệp bằng không thì hắn liền sẽ không chỉ nhắc tới sư tôn cái kia chính là còn có hy vọng có sư phụ truyền thừa cùng gia nhập tông môn cũng không xung đột chỉ là sau tiến vào tông môn thì không thể lại bái sư trừ phi vị sư phụ thứ nhất gật đầu đáp ứng mà vị sư phụ thứ hai cũng không để ý đến. Tiểu huynh đệ, lão phu có cây linh dược này, liền tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi vinh đăng vạn cổ đệ nhất. Lão phu cũng đưa ngươi một tờ phù binh, ây, linh quả một cái, chúc ngươi lên đỉnh. Vì thắng được hào cảm của thạch hạo, những bổ thần miếu này nhao nhao lấy ra bảo vật tặng cho thạch hạo, mặc dù đối với bọn họ mà nói khả năng có giá trị không cao, nhưng thạch hạo chỉ là bị ngạn cảnh, một chút một chút linh dược cấp thấp ngược lại đối với hắn càng là có chỗ dùng. Thạch hạo cũng không khách khí, các người đưa ta liền thu, cùng lắm thì ngày sau khi hắn thành tựu mạnh nhất, liền quan tâm bọn họ một cái. Các vị tiền bối, tại hạ còn muốn tiếp tục lịch luyện nữa, vậy trước tiên xin cáo từ. Thu xếp lễ vật xong, thạch hạo liền hướng về những cường giả này cáo biệt. Đi thôi, những cường giả này nhao nhao phất tay, dù ngày sau thạch hạo không có gia nhập thế lực của bọn họ, nhưng bằng tình nghĩa lễ vật hiện tại, tin tưởng thạch hạo cũng sẽ đối với bọn họ nhìn bằng con mắt khác. Cái này gọi là đầu tư. Mà các cường giả bổ thần miếu nhiệt tình như vậy, cũng làm cho một chút người đỏ mắt ghen tị đến mức trực tiếp tức muốn đâm trái tim thạch hạo. Nhưng xuất thủ vào lúc này, không sợ bị quần ẩu tới chết sao. Đương nhiên, khẳng định không phải tất cả mọi người đều là bỏ đi sát niệm. Thạch hạo tiếp tục đi tới, mới từ trong một khu rừng rậm rạp đi tới, hắn liền phát hiện phía trước có người đang ngồi chờ, khoảng cách là chín trượng hai thước, đối phương là lão giả nhìn qua hơn 60, mang trên mặt nụ cười gần. Thông qua lĩnh vực, Thạch Hạo có thể bắt được mỗi một chi tiết nhỏ của đối phương, thậm chí còn có năng lượng yếu ớt từ trong lỗ chân lông tràn lan ra tới, còn có cái sát ý lạnh lẽo kia. Hiển nhiên, đối phương không phải đưa tặng quà cho hắn. Chú Vương Đình, Ngũ Vương, Thạch Hạo liền cả tu vi cao thấp của đối phương đều là dễ dàng nhìn ra, hắn cười nhạt một tiếng, tay khẽ vung, đã là nhiều thêm một trang giấy. Phù binh, trước đó do một vị cường giả bổ thần miếu đưa. Tên Ngũ Vương này ẩn ở trong tối chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị phục kích một kích thành công, lập tức liền trốn xa. Rốt cuộc là ghen ghét tài năng của mình, hay là nhìn thấy những cường giả kia đưa cho chính mình lễ vật, muốn cướp sạch một cái đâu này. Thạch hạo cũng không thèm để ý, nếu đã muốn giết chính mình, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Bước tiến của hắn đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy trong nháy mắt, xoát, hàn quang chấp động, tên ngũ vương kia đã là xuất thủ. Thạch hạo bắt giữ đến phi thường rõ ràng, trên mặt của đối phương mang theo dữ tợn, thậm chí có một loại vui vẻ đốt đàn nấu hạc ai cần gì chứ thạch hạo nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái phù binh liên đánh ra lập tức một cái chùy màu đen xuất hiện hướng về phía ngũ vương kia hung hăng đập tới phốc một cái tên ngũ vương kia liền một tia phản kháng cũng đều không có trực tiếp bị nện đến phát nổ sách không hổ là phù binh do bổ thần miếu chế tác dễ dàng liền đem một tên ngũ vương giết đi thạch hạo thì thào đáng tiếc là cũng chỉ có thể sử dụng một lần nhiều bổ thần miếu như vậy liền chỉ có một người đưa phù binh dùng lần này liền không có lần sau bất quá tốc độ bây giờ của ta cũng không kém hơn chú vương đình cùng lắm thì chạy thạch hạo lục soát một thi thể của tên ngũ vương này mặc dù bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ nhưng vẫn là bị hắn tìm được linh khí không gian kia là một cái dây chuyền bình thường mà nói linh khí không gian đều là chế tác thành kiểu dáng dễ dàng mang theo như thế mới thực dụng bất quá tên này chú vương đình thật đúng là nghèo linh dược đều không có mấy cây, khó trách lại có ý đồ với thạch hạo, chỉ là lão không ngờ tới là, thế mà còn có cường giả bổ thần miếu đưa phù binh. Thạch hạo tìm cái địa phương, đem linh dược trong tay sửa sang lại một cái, nhìn xem có thể lập tức chế thành đan hay không. Thật đúng là có, hắn lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế ra lên. Nguyệt Doanh, ta đột phá 10 đảo, lợi hại hay không? Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, thạch hạo nhất tâm lưỡng dụng, bắt đầu hướng về phía khí linh ngạo kiều hiển bãi nguyệt doanh im lặng hiển nhiên cái này mười phần như bức nó cũng không cách nào dựa vào cái này để đả kích thạch hạo cho nên có bảo vật gì cũng không cần che giấu tranh thủ thời gian lấy ra chờ ta trở thành thiên hạ đệ nhất cũng không phải không thể thả ngươi tự do thạch hạo mê hoặc sau đó ở trong lòng tăng thêm một câu trước đó hắn khẳng định muốn trước tiên đem cái khí linh ngạo kiều này treo lên đánh một trận nguyệt doanh không khỏi mắt trợn trắng nói dù tư chất ngươi xác thực bất phàm nhưng con đường tu luyện vô cùng long đong càng là chờ ngươi leo lên tới vị trí cao, thì càng dễ dàng vẫn lạc. Hơn nữa, ngươi cho rằng tu thành 10 đảo có rất ít người sao. a à, Thạch Hạo không khỏi lấy làm kinh hãi, nói còn có ai cũng tu thành 10 đảo. Theo ta biết, không có 1 ngàn cũng có 800. Nguyệt Doanh hiển nhiên tìm được biện pháp đả kích Thạch Hạo, lập tức lại trở nên ngạo kiều. Cái gì, có nhiều như vậy đột phá 10 đảo người. Trong bể khổ, Thạch Hạo dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi mà nhìn Nguyệt Doanh, thật hay giả, ngươi cũng không cần vì đả kích ta mà cố ý nói dối nếu không phải bị xét đánh nguyệt doanh suy nhiên nói nhảm ta cần phải gạt một đứa con nít chưa mọc lông như ngươi sao không nói người khác liền cái tên trước đó mang ta ra khỏi cấm địa kia kêu là cái gì cổ sử vân y liền tu thành mười đảo câu nói này nói xong nó thật là có chút không vững tâm xác thực nó gặp qua người tu thành mười đảo có đến tám trăm thậm chí hơn ngàn nhưng là nó đã từng đạt đến cao đẳng cỡ nào hoặc là nói người chế tác nó đạt đến độ cao cỡ nào. Đến cấp bậc này, cái nào không phải là tiếp cận đỉnh phong rồi. Cho nên, những người bọn họ này đương nhiên đều là thiên tài trong thiên tài, đánh phá cực hạn kia là tất yếu. Nhưng, muốn tu đến dạng độ cao này, mấy vạn năm cũng không cũng có thể đi ra một người đến, cho nên, Nguyệt Doanh mặc dù là đang đả kích thạch hạo, tự nhiên cũng là rất không vững tâm. chương 437, Sông Lớn, Cổ Sử Vân cũng tu thành 10 đảo, ân, suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, nếu không, thạch hạo đều đã dùng tới quy tắc chi phóng, nhưng vẫn là tại bài danh bên trên vạn cổ thạch thấp hơn cổ sử vân, có thể thấy được chỗ yêu nghiệt của đối phương. Vậy tám cái trước đó xếp tại trước hắn đều là sao? Thạch hạo nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, kích thứ nhất hắn đồng thời không có sử dụng bất kỳ bí thuật nào, cũng chỉ là một quyền tùy ý, cái kia rất nhiều người cắn thuốc, hoặc là vận dụng đại chiêu, xuất hiện nhảy vọt bộc phát cũng không hiếm lạ. Như thế xem ra, chỉ có cổ sử vân mới là thực sự là yêu nghiệt. Đương nhiên, không sánh bằng hắn, Thạch Hạo có chút đắc ý nhỏ, Cổ Sử Vân cũng không phải là chủ nhân của ngươi." Hắn đột nhiên hỏi, nói nhảm, y lại không có xông qua cửa ải cuối cùng, dựa vào cái gì để ta nhận hắn làm chủ?" Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, chỉ bất quá y đem ta từ bên trong cấm địa mang ra ngoài, ta nhận một cái nhân tình của y, mới đáp ứng thay y bố cục. "Ta mặc dù được ngươi nhận chủ, thế nhưng không có cảm nhận được kính trọng của thân là chủ nhân a." Thạch Hạo nhổ nước bọt một câu, sau đó liền tự động không để ý đến nguyệt doanh ngạo kiều hỏi cổ sử vân là từ đâu đem ngươi mang ra nghe ngươi khẩu khí tựa hồ to đến có thể chẳng lẽ cổ sử vân thực đã thành tiên rồi trong truyền thuyết tu đến trúc thiên thê liền có thể mở ra thiên môn tiến vào tiên giới có lẽ người khác có khó khăn tỷ như nguyên thừa diệt nhưng cổ sử vân thân là thiên tài mạnh nhất vạn cổ thành tiên với y mà nói có khó khăn sao nếu như trên đời này thật có tiên giới nguyệt doanh trầm mặc qua một trận mới nói, người trước hết không nên hỏi, thực lực không quá mạnh, lòng hiếu kỳ cũng không nhỏ, chết như thế nào cũng sẽ không biết. Lại là thực lực không đủ, trước đó tại Tam Hà xâm lâm cũng vậy, rõ ràng hắn vượt quan thành công, có thể có được bí bảo cuối cùng, nhưng đầu tiểu chưa kia lại để hắn tối thiểu phải sau khi trèo lên thánh vị mới được. Từng bước từng bước, đều rất xem thường hắn nha, thạch hạo cảm thấy ác ý thật sâu, tâm niệm hắn khẽ động, thối lui ra khỏi bể khổ, đem lực chú ý đều là phóng tới trên luyện đan. Chờ, thực lực của ta lên, nhìn ta đem từng cái các ngươi treo lên đánh như thế nào. Đan dược luyện tốt xong, hắn liền lập tức lấy cửu chuyển lược thiên kinh tiến hành luyện hóa. Hóa, năng lượng cần cho một bước 10 đảo này cũng quá là nhiều, nếu không, viên đan dược kia đủ để cho ta tại chín đảo tiến lên một phần trăm, hiện tại, nhiều lắm là một phần ngàn. Tranh lệch gấp 10, thạch hạo nhe răng, đây thật là chậm a. À. còn may, hắn hiện tại chân chính có thực lực ngạnh kháng cùng quan tự tại, cho nên, mười đảo tu luyện được chậm một chút liền chậm một chút, ảnh hưởng với hắn cũng không phải quá lớn. Đáng tiếc, còn có một chút linh dược bởi vì thiếu khuyết phụ liệu, tạm thời không cách nào nhập đan. Chờ sau khi ra ngoài, hay là, nơi này có thể có được chút dược liệu, thạch hạo tiến lên, rất nhanh, hắn liền thấy được một con sông lớn, rộng tới ngàn trượng, sâu đến không biết bao nhiêu, chặn đường đi của hắn lại. Nước sông lao nhanh, mười phần mãnh liệt, bất quá, với võ giả mà nói, nước sông này có mãnh liệt hơn gấp 10 cũng là không sợ, dễ dàng có thể vượt qua. Thạch Hạo đang nghĩ qua sông, đã thấy từ đầu nguồn có đồ vật gì đó đang vào tới. Hắn ngưng mắt nhìn, không khỏi thần sắc dùng mình. Đây là một tôn cự nhân, thân cao tối thiểu đạt đến 10 trượng, toàn thân hiện lên màu vàng kim, ngực còn có một cái động, vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra lấy máu tươi. Mặc dù còn cách thật xa, nhưng khí tức mà người khổng lồ kia tràn lan ra lại làm cho toàn thân Thạch Hạo run rẩy. Không phải hắn đang sợ, mà là cảnh giới bị áp chế quá mức lợi hại. Người khổng lồ này chết rồi, Thạch Hạo có thể 10 phần khẳng định, nhưng mà, máu của gia hỏa này vẫn là chảy không hết sao? Hắn theo cự nhân thi thể mà đi, tối thiểu mấy canh giờ, chỉ thấy huyết dịch của cự nhân còn đang không ngừng chảy ra, thật giống như không có lúc cạn. Huyết dịch này ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh khiết, chất lượng cao. Thạch Hạo cũng nghĩ đem người khổng lồ này vớt đến, dùng máu của đối phương làm thuốc, nhưng ý nghĩ này vừa lên, bên trong tâm hắn liền dùng mình đây cũng không phải là cái hung thú gì, mà là người, mặc dù dáng người là hơi lớn. Dùng máu người luyện đan, đây không phải là vào tà đạo sao? Xác thực, hắn cần tăng thực lực lên, nhưng tuyệt không phải là lấy phương thức như vậy. Giới hạn thấp nhất là không thể đột phá, nếu không, đem hắn trầm luân, lại không phải là chính mình. Đương nhiên, Thạch Hạo dừng lại nhìn kỹ xuống sông nước, cho dù hắn là cái ác đồ tội ác tay trời, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Tại bên trong nước sông này, Thạch Hạo nhìn thấy cái gì? Đao thương búa rìu, đủ loại thần binh, đây không phải thực thể, mà là nước sông diễn hóa, mà có thể diễn hóa ra thần binh lợi khí, nước sông này lại sẽ khủng bố cỡ nào? Thạch Hạo lấy ra một khối chân kim, hướng về trong nước sông ném đi. Xoát, chân kim còn chưa xuống vào trong sông, liền thấy những cái thần binh kia từ bên trong nước sông đánh ra, dễ dàng liền đem khối chân kim này gọt đến vỡ nát. Đây là quy tắc, Thạch Hạo bởi vì đã sớm tiếp xúc với quy tắc, dù là hắn không thể cảm ngộ, nhưng cũng có thể khẳng định, cái này chính là diễn hóa quy tắc. Cho nên, cái này mẹ nhà nó căn bản chính là một cái dòng sông quy tắc. Hắn có chút hoảng sợ, ai có dạng đại thủ bút này, lấy quy tắc làm sông. Theo khôi lỗi trước đó tiếp xúc đến xem, nơi này khẳng định không phải do tự nhiên tồn tại, mà là do người làm bố trí. Còn có cái kim sắc cự nhân này, khi còn sống nhất định cũng vô cùng cường đại, nếu không máu tươi chảy ra không có khả năng có năng lượng nồng đậm như thế, càng là chảy mãi không hết. Đúng lúc này, trên thượng ngồi lại có vật trôi tới. Thạch hạo nhìn sang, cái kia y nguyên vẫn là một cỗ thi thể, nhưng cũng không phải là người, mà là một đầu hươu, sừng thú như kiếm, tựa như có thể chảm thiên. Cách xa như thế, thạch hạo đều có thể cảm giác được cái hàn ý đáng sợ kia, để ra thịt của hắn đều muốn tê liệt. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Thạch hạo vội vàng lui, chờ xác hươu đi qua, đi xa, sau đó cỗ hàn ý này mới tiêu nhạt, biến mất. Sông lớn chặn đường, hiển nhiên không thể tiếp tục tiến lên. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo đi vòng quanh sông lớn, hắn cũng không tin cái sông này không có phần cuối, còn nếu là trực tiếp tạo thành một vòng. Người nào cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến lên, bước đi, Thạch Hạo phát hiện cái sông này dài đến lạ thường, hơn nửa dòng nước 10 phần cấp tốc, hắn ít nhất phải phát huy ra một nửa tốc độ mới có thể theo kịp. Sốt cục, hắn thấy được những người khác, đối phương cũng là dọc theo sông mà đi, nhưng tốc độ rõ ràng không có nhanh như hắn, bị hắn đuổi kịp. Thời điểm Thạch Hạo đi qua, người kia rõ ràng hiển lộ ra thái độ đề phòng, thậm chí bước chân đều là ngừng lại, hướng về phía Thạch Hạo ném qua vẻ cảnh cáo. Thạch Hạo lại là không có nhìn nhiều, trực tiếp cướp đi mà qua. Người kia nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, gã đột nhiên thẹn quá hóa giận. Bởi vì gã đột nhiên phát hiện, khí tức mà Thạch Hạo phát ra thế mà chỉ là bỉ ngạn cảnh. Mà gã thì sao, nhị tướng, cao thủ nhị tướng thế mà bị một cái bỉ ngạn cảnh nho nhỏ dọa sợ đây là chuyện mất mặt cỡ nào, tiểu tử, đứng lại cho ta, gã lập tức quát to, cất bước liền hướng về phía thạch hạo đuổi theo. Dạng chuyện xấu này, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, mà nếu như không đem thạch hạo giết, cái này sẽ trở thành bóng ma trong lòng của gã, khả năng cái đời này đều muốn kẹt tại bên trên nhị tướng. Suy nghĩ không thông suốt, như thế nào đột phá được. Tâm ma sinh sôi, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma. mươi 438, đi ngang qua, thạch hạo thì là kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Theo lý mà nói, hắn không nên đàng hoàng nghe lời mà đứng lại, nhưng gia hỏa này một mặt thái độ khinh bỉ, không cho gã chút giáo huấn, cái kia lại nói còn nghe được thế nào? Cho nên, Thạch Hạo ngừng lại, đồng thời quay người đối mặt với người kia. Cái võ giả nhị tướng kia có hơn 30 tuổi, gã uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nói "Tiểu tử, lại dám phô trương thanh thế khiến ta sợ, ta muốn để ngươi biết, kết cục khi trêu đùa hồ hồ ta." Thạch Hạo không khỏi bật cười nói ngươi nhất định không phải thân sinh nếu không cha mẹ của ngươi làm sao lại cho ngươi lấy cái tên khó đọc như thế hồ hồ giận dữ chỉ là tiểu bối bị ngạn cảnh thế mà còn dám trêu đùa tên của mình phi chết đi gã thả người mà ra hướng về phía thạch hạo vung quyền đánh tới ba gã đánh xuống một quyền lại hoảng sợ phát hiện cổ tay đã là rơi vào trong tay thạch hạo không thể động đậy chút nào ngoá cái hồ hồ này giật mình đến mức toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh cả người đều muốn hư thoát. Công kích của mình thế mà bị hóa giải như thế, người nhà thật sự là bỉ ngạn sao? Nói đùa cái gì, cái bỉ ngạn nào có thể đem cổ tay quan tự tại sinh sinh bắt được? Hiểu lầm, hiểu lầm, gã vội vàng lộ ra nụ cười, ta chỉ là muốn thử năng lực phản ứng của ngươi một chút thôi. Rất nhanh, thực là rất nhanh, bội phục, bội phục, tốt, ta cũng thử một chút năng lực phản ứng của ngươi. Thạch hạo cười nói, tâm niệm vừa động, ám đột kiếm đã phát động, hướng về phía hồ hổ chém qua hồ hổ vội vàng trốn nhưng khoảng cách của song phương gần như vậy gã làm sao có thể lẩn tránh mất phốc một cái lồng ngực của gã đã là bị xuyên thủng a phản ứng của người chậm một chút thạch hạo lắc đầu thật sự là thật có lỗi người phải chết cmn ni mã ba chữ này giấu ở bên trong miệng hồ hổ lại là như thế nào cũng nói không ra phốc gã phun ra một ngụm máu chân mềm nhún trực tiếp ngã rầm trên mặt đất treo Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã mạnh như vậy, cũng đều không có muốn làm sằng làm bậy, hoành hành bá đạo, người cũng xứng sao. Hắn tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này lại gặp chút người. Có người giống như hắn, hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, có thể là theo phương hướng ngược lại mà tới. Thạch Hạo hướng người đi ngược lại nghe ngóng, xong phương trao đổi tin tức một cái. Nguyên lai, like, người đối diện kia cũng là đi tới đi tới thì gặp sông lớn, sau đó đi ngược dòng nước, ngược lại là không tiếp tục hướng hạ du mà đi qua. Nói cách khác, vô luận là trái ngược vẫn là xuôi, đều có thể là phương hướng chính xác. Được rồi, Thạch Hạo đã lựa chọn xuôi dòng mà đi, hiện tại cũng không có tính toán quay đầu lại, dù sao đã đi vài ngày, trở về theo đường cũ thực là lãng phí thời gian. Bước đi, lại là 11 ngày đi qua, sông lớn rốt cục đi đến cuối con đường, tiến vào bên trong một hồ nước siêu cấp lớn, mà tại bốn phía của hồ nước thì có từng đạo sông nhỏ phân nhánh, tiếp tục hướng về phương xa mà đi. Cái hồ nước kia như cũ vẫn cuồng bạo quy tắc hóa thành thần binh, như có thể chém vạn vật thế gian, nhưng, từng đầu nhánh sông kia lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù nước sông vẫn là không thể đụng vào, lại có thể từ phía trên nhảy qua một cái. Sông rộng bất quá là 20 trượng, lấy năng lực nhảy vào hiện tại của Thạch Hạo, đây là không đáng kể. Đếm một cái, hết thảy có 8 đạo nhánh sông, cùng với việc đi lung tung, chẳng bằng rượt sông mà đi. Lựa chọn cái nào một cái đâu này, Thạch Hạo cầm lấy một khối đá, tiện tay dương lên, ba, một quyền đánh nổ, đá vụn bay loạn, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Ân, phương hướng nào có nhiều đá vụn nhất, liền đi nơi đó. Hắn theo nhánh sông thứ ba mà đi, đi rất lâu sau đó, chỉ thấy cỏ nước tươi tốt, lòng sông nâng lên, mà dòng sông càng ngày càng rộng, hóa thành một mảng lớn trẻ quốc, mà quy tắc trong nước cũng dần dần biến mất, không còn uy lực. Thạch hạo tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này phần lớn là đầm lầy, bùn đất mềm mềm cũng không chịu lực, nhưng, thực lực bây giờ của thạch hạo là cường đại cỡ nào, chỉ cần mượn lực tí tẹo liền có thể hành động như bay. Hả, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì bên trong lĩnh vực của hắn xuất hiện một cái sinh linh. Là người, đối phương tiềm phục tại bên trong đầm lầy, nước cùng bùn đất thành che giấu tốt nhất, để hắn khó mà bị phát hiện. Thế nhưng là, chỉ cần nằm ở bên trong lĩnh vực, thạch hạo chính là toàn trí toàn năng, cái này sao có thể giấu giếm được hắn. Hắn cũng không có bóc trần, nếu như đối phương không hướng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không để ý đối phương tại sao lại muốn tiềm ẩn trong vùng đầm lầy. Xoạt, nhưng, thời điểm thạch hạo đến gần, một đóa hoa sen giống như đang cấp tốc tạo ra, từ trong nước bùn bốc lên, nhưng bốc lên tới trình độ nhất định, chỉ thấy hoa sen phía dưới lại là khuôn mặt. a à, thạch hạo thông qua lĩnh vực đã sớm biết rõ sự tồn tại của người này, đối với sự xuất hiện của người này đương nhiên sẽ không kỳ quái, nhưng, hắn phát hiện trước đó bản thân mình không để ý đến, bởi vì cái này người thế mà mọc ra mang, Ngươi là người cá sao? Kẻ ngoại lai, ngươi đi tới lãnh địa của người cá, là đến giúp đỡ chúng ta hay là hủy diệt chúng ta? Người này hỏi, theo thân thể của y tiếp tục bốc lên, chỉ thấy trong hai tay y còn cầm một cái xiên cá, đối diện với Thạch Hạo. A, à, ngươi cũng coi là con cá, tại sao còn muốn cầm xiên cá đâu? Hung ác đến mức ngay cả mình cũng đều không buông tha sao? Thạch Hạo nhổ nước bọt một cái, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này hiển nhiên là sinh linh bên trong bí cảnh là sinh linh chân chính, có trí tuệ, cũng không phải là những khôi lỗi trước đó kia. Nơi này thế mà còn có sinh linh trí tuệ, thạch hạo trần chờ một chút, mới nói ta là đi ngang qua. Người cá kia cũng là sướng sờ, y canh giữ ở nơi này, những ngày này gặp được rất nhiều kẻ ngoại lai, cũng đã hỏi qua vấn đề này rất nhiều lần, nhận được trả lời chẳng lẽ trợ giúp, chỉ có một hai cái ngoại lệ, là muốn động thủ, nhưng để bị cao thủ bên trong tộc xua đi hoặc là giết chết. Nhưng cái đi ngang qua này là cái quỷ gì? vì sao lại có dạng tuyển thủ này nếu ngươi đã không phải đến giúp đỡ chúng ta vậy vẫn đừng nên xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta người cá kia nói đồng thời không có một lời không hợp liền công kích thạch hạo cười cười nói các ngươi đã gặp phải phiền toái gì không ngại nói ra nghe một chút dù ta không thể giúp gấp được cái gì nhưng ngươi nói ra đi tối thiểu cũng có thể giảm bớt áp lực một chút cái này người cá kia đột nhiên có điểm phát điên nhưng thạch hạo đồng thời không có biểu hiện ra địch ý hơn nữa còn một bộ dáng dấp bằng hữu tri tâm để hắn làm sao có ý tứ trở mặt động thủ đâu này? Thế nhưng là luôn có cảm giác là lạ ở chỗ nào a? À? Thạch Hạo không có tùy tiện làm ra trả lời, là bởi vì hắn người này từ trước đến nay chưa từng hứa hẹn lung tung. Vạn nhất cái ngư nhân tộc này lâm vào cái phiền toái lớn siêu cấp gì đó, mà hắn căn bản không giải quyết được, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ngược lại cũng không có việc gì, đến nói một chút. Thạch Hạo cười nói, tiếp tục dụ dỗ từng bước. Được rồi, người cá kia cuối cùng là gật đầu ngư nhân tộc chúng ta cùng bảy đại tộc như ngạc nhân tộc, oa nhân tộc đang vì tranh đoạt chìa khóa tiến vào Thúy Ngọc Lâm mà chuẩn bị đại chiến, ngươi là muốn gia nhập ngư nhân tộc chúng ta hay là bảy tộc khác kia? Thúy Ngọc Lâm, Thạch Hạo đột nhiên hứng thú, mà tám đại tộc, hẳn là tám đầu nhánh sông dưỡng dục ra tám cái bộ tộc này đi, cho nên nếu hắn đã lựa chọn con đường này, như vậy liền gia nhập ngư nhân tộc tốt. Tốt, ta giúp các ngươi. Chương 439, Thúy Ngọc Lâm, người cá kia nhìn xem Thạch Hạo đột nhiên có một loại nhất cả trứng không nói ra được. Thực phải cần cái nhân loại này trợ giúp sao? Như thế nào cảm giác dẫn hắn trở về, nhưng thật ra là mang về một cái phiền toái lớn đâu này. Thế nhưng là, chiến tranh tám tộc đã sắp bắt đầu, mỗi cái bộ tộc đều đang hết khả năng hấp thu ngoại lực để lớn mạnh chính mình, nếu y cản thạch hạo chống tại bên ngoài cửa, vậy tương đương là làm suy yếu lực lượng của mình, mà để bộ tộc khác trở nên mạnh hơn một chút. So sánh ra, đây chính là muốn mạng, há lại để cho y tùy hứng đâu này tốt, người đi theo ta, người cá kia nói, dẫn Thạch Hạo hướng chỗ sâu trong đầm lầy mà đi. Ta tên Tu La, người kêu cái gì? Thạch Hạo bắt đầu nói, Ngư Huyền Vân, người cá kia nói, Thạch Hạo liền chấn kinh, một đầu người cá vùi ở bên trong bùn nhão như vậy, thế mà còn lên cái tên có độ sâu như thế. Cái tên này của ngươi là người nào đặt? Hắn không khỏi hỏi, đương nhiên là linh hồn trưởng lão. Ngư Huyền Vân nói, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, ách, nếu như trên mặt ngươi không có vài miếng cọng lá kia, vẻ mặt này liền rất đủ vị. Thạch hạo vô lực nhổ nước bọt, lại hỏi cái Thúy Ngọc Lâm này là địa phương nào? Ngư Huyền Vân lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, đây là thánh địa, cất giữ lấy trí bảo truyền thế của người cá nhất tộc ta, chúng ta nhất định phải thu hồi lại, như thế mới có thể để cho bộ tộc càng thêm phồn vinh. Cho nên, bọn họ muốn có được chìa khóa tiến vào Thúy Ngọc Lâm. Dựa theo cái này mà nói, bảy bộ tộc khác cũng là như thế rồi. Đến nơi này, những kẻ ngoại lai bọn họ này liền muốn lựa chọn một bộ tộc để gia nhập, sau đó hiệp trợ bọn họ lấy được thắng lợi, cuối cùng tiến vào Thúy Ngọc Lâm sao? Suy nghĩ lại một chút, từ lúc bắt đầu tiến vào bí cảnh Tử Thanh, nơi này liền không có nhiệm vụ có tính cưỡng chế. Điểm thí luyện ngươi có thể nhập cũng có thể không nhập, vạn cổ thạch ngươi có thể đánh cũng có thể không đánh, vậy trong này đoán chừng cũng giống như vậy, khác biệt là ở điểm ban thưởng đi. Thế nhưng là, người bố cục tất cả những thứ này đến tột cùng là muốn làm gì đâu này? Không giống với khôi lỗi trước đó, đây chính là người sống sờ sờ mặc dù còn mọc ra mang. Thạch hạo nhíu mày, hắn trực giác cho rằng cái bàn tay sau màn này đang với đùa bỡn tám đại bộ tộc này, nhưng nhìn biểu lộ của ngư huyền vân lúc nhắc tới thánh địa, cái kia thậm chí là mang theo thành kính, cho nên, nếu thạch hạo khuyên đối phương từ bỏ, thậm chí nói thẳng đây là âm mưu, đoán chừng ra hỏa này sẽ lập tức trở mặt. Đây đã thành tín ngưỡng của bọn họ, tin tưởng bảy tộc khác cũng là như thế, như vậy. Nhiều người có có tín ngưỡng kiên định như vậy một khi khai chiến, vậy khẳng định là không chết không thôi. Mỗi lần bí cảnh tử thanh mở ra, đều sẽ như thế sao? Vậy tám cái bộ tộc này lần lượt chiến tranh, lần lượt lấp đầy hy vọng, cuối cùng lại chỉ có thể thu hoạch thất vọng, đây cũng là chuyện quá tàn nhẫn. Vấn đề là, người bố trí tất cả những thứ này đã chết sao? Đại năng Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể sống lên 5.000 năm, mà cái bí cảnh này đã tồn tại bao lâu? Tối thiểu mấy vạn năm đi, thời gian đi qua lâu như vậy, cái đại năng nào mà không được bị thời gian mài chết? Nhưng nếu nói người bố trí tất cả những thứ này đã chết, vậy lệnh bài chuẩn nhập trước đó kia là ai đưa tới? Các loại dấu hiệu đều là cho thấy, nơi này hẳn là có người chủ cầm. Người này, hoặc là nói cái thế lực này rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Suy nghĩ một trận, Thạch Hạo trước tiên đem cái nghi hoặc này tạm thời để xuống. Lấy cấp độ võ đạo hiện tại của hắn, khoảng cách với người sau màn này hẳn là thực sự kém đến quá xa, giới hạn tầm mắt chịu quá lớn, khẳng định không thể suy đoán ra mục đích chân thực của đối phương. Sau khi đi một trận, Thạch Hạo liền phát hiện nơi xa có một vùng đất mờ mịt sương mù, tầm nhìn thấp đến đáng thương, khu vực bao phủ đến thì là 10 phần rộng lớn, tối thiểu rộng hơn 10 dặm là khẳng định, còn sâu bao nhiêu liền không hiểu được. Kia là cấm khu, Ngư Huyền Vân nghiêm nghị nói, mặc dù chỗ đó có bảy cá phong phú mà chân quý, còn có đủ loại linh dược, nhưng sương mù khốn người, người đi tới 89 phần 10 là không đi ra được. Linh dược, Thạch Hạo nghe xong, lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ kích thích hơi nhỏ. Ngư Huyền Vân càng thêm cảm thấy kéo Thạch Hạo tới là một sai lầm, gia hỏa này cũng quá tham tiền, một thính linh thuốc liền để hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng đã đem người mang tới, hơn nữa nếu đem Thạch Hạo đẩy ra, vậy tương đương là đang gia tăng thực lực cho bộ tộc khác. Chỉ mong trực giác của y là sai lầm, hai người tiếp tục đi, trên đường đi, Thạch Hạo cũng bắt được rất nhiều trạm gác ngầm, đều là núp ở phía dưới đầm lầy, lấy nước bùn che giấu, đừng nói quan tự tại chính là đại năng chú Vương Đình đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng Thạch Hạo đã sớm nắm giữ lĩnh vực, tại bên trong khu vực này, năng lực cảm ứng của hắn giống như thần minh. Hắn không chút biến sắc, chỉ là theo ngư huyền vân mà đi. Lại đi một trận, chỉ thấy trên đầm lầy xuất hiện kiến trúc. Ở nơi như thế này cũng có thể xây phòng, có thể, người cá có trí tuệ của mình, bọn họ trước tiên ở trong vùng đầm lầy cắm xuống cây gậy trúc thật dài, coi đây là trụ, sắp phòng cho ăn khớp lên. Thật nhiều người cá, trừ cái đó ra càng nhiều thì là kẻ ngoại lai bên trong không ít nhân thủ đều mang theo xiên cá nếu không phải trên mặt không có mang đều muốn cho là bọn họ cũng là người cá nhất tộc thạch hạo đến liền như một viên hòn đá nhỏ ném vào bên trong hồ nước đồng thời không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào nhưng hắn cũng vui vẻ như thế bắt đầu đến đây là để nghe ngóng tình huống ở nơi này cụ thể là cái gì rất nhanh hắn liền biết vì cái gì kẻ ngoại lai cũng muốn đi đánh cá bởi vì cá nơi này chẳng những có hương vị tươi đẹp càng là có hiệu quả bổ ích cực lớn đối với võ giả, có thể tăng lên tu vi, cũng có thể chữa trị ám thương, quả thực chính là thần dược. Đáng tiếc là, cá này cũng quá ít, hơn nữa là 10 phần cảnh giác, phi thường khó bắt giữ. Cũng không phải không có biện pháp khác, ở bên trong mảnh cấm điện này, liền có đại lượng bầy cá, đáng tiếc là, chỗ đó dễ vào khó ra. Trước đó cũng có chút kẻ ngoại lai không tin ta, tùy tiện xông vào, hiện tại cũng chưa hề đi ra, khả năng vĩnh viễn cũng không ra được. Mà ở trong đó, liền có một vị đại năng bổ thần miếu. Liền bổ thần miếu đều là mất vào trong tay giặc, những người khác còn dám mạo hiểm sao. Có thể có được cơ duyên cố nhiên là chuyện thật tốt, nhưng bởi vậy mà đem tính mệnh của chính mình cũng đưa tới, cái kia cần gì phải chịu khổ như thế chứ. Thạch hạo cũng thử đánh bắt cá, nhưng hắn lấy là bàn tham linh ra, lại là cái gì cũng không có thấy. Loại cá này cũng không tính là bảo vật. Được rồi, thạch hạo lại đi tìm hiểu một cái đến cùng cái gọi là chìa khóa Thúy Ngọc Lâm, đây cũng không phải là bí mật gì, dù cho hiện tại cũng có thể tiến vào thúy ngọc lâm nhưng nơi này quanh năm đều bị gió quỷ màu đen bao phủ đem kẻ tự tiện đi vào trong nháy mắt liền ăn mòn đến hải cốt không còn chỉ có nắm lấy chìa khóa mới có thể tiến nhập mà cái chìa khóa này nhưng thật ra là một cái bó đuốc cách mỗi ngàn năm trong hang núi của đầm lầy ngàn năm liền sẽ mở ra bên trong liền để một cái bó đuốc người chiếm được liền có thể tiến vào thúy ngọc lâm lấy được thánh vật của bộ tộc theo người cá nhất tộc nói cái này thánh vật có thể để bọn họ về nhà Mảnh đầm lầy này cũng không phải là tổ địa của bọn họ, mà là không biết từ cái niên đại nào bị di chuyển đến đây, mà tại trong lòng của mỗi cái người cá, về tổ địa chính là nguyện vọng thần thánh nhất. Thạch Hạo đầu tiên liền đi Thúy Ngọc Lâm.